Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Thì đáng lẽ là giờ hôm nay là thứ bảy, nhưng mà thứ bảy là khoa Trung văn buổi chiều tổ chức lễ ngày nhà giáo, cho nên là văn phòng trường cũng như là khoa đào tạo thượng tọa trưởng khoa đã sắp xếp cho buổi tối hôm nay để tôi có thể chia sẻ với lớp chương trình học cho kịp. Thứ hai thì cũng là theo tâm niệm tâm nguyện của quý thầy quý cô cũng như quý học viên, cũng muốn là trước cái ngày nhà giáo cũng có thể gặp mặt được giảng viên, cho nên là tối hôm nay thì tôi thấy rằng cũng rất là hay. Vì nếu tối hôm nay chúng ta chia sẻ 2 tiết, rồi tới một tuần sau đó thêm 2 hoặc 3 tiết nữa, thì bài vở chúng ta sẽ ôn được ổn định hơn hơn lần trước. Vì hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ tiếp tục và cũng như là sửa bài tập. Và nếu quý thầy, quý cô cũng như quý vị học viên, quý Phật tử có ý kiến gì hoặc là thắc mắc gì về bài thi thì chúng ta cũng kịp thời như là chúng ta nên chỉnh sửa lại, hoặc là tệ có thể giải đáp thắc mắc của quý thầy, quý cô cũng như quý vị học viên. Và như vậy tối hôm nay thì chúng ta tiếp tục học 214 bộ. Thì lần trước chúng ta đã học xong bộ nét thứ nhất. Recording in progress. Và lần trước chúng ta đã học qua là những bộ mà một nét. Thì lần trước cũng đã thưa quý thầy, quý cô cũng như cả lớp, từ đầu học kỳ 1 chúng ta đã tiếp xúc qua một số từ. Nhưng mà tùy theo cái bài nội dung chúng ta chia sẻ mà tôi sẽ nhấn mạnh cái phần chúng ta cần phải chú ý. Ví dụ bài đầu tiên, số 1 này là thuộc về các nét cơ bản. Thì chỉ hướng dẫn chia sẻ là chúng ta viết từ trái qua phải là một gạch. Rồi sau đó khi mà vào phần bút thuận thì sẽ chia sẻ cái phần gọi là nét nào trước, nét nào sau. Cũng là có thể một từ đó, nhưng mà chúng ta sẽ viết nét nào trước, nét nào sau. Và lục thư thì chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo từ của người Trung Quốc khi xưa. Vì sao người Trung Quốc sẽ sử dụng chữ này trong 6 pháp lục thư như thế nào? Ví dụ chữ nhất này, nếu mà học lục thư thì chúng ta thấy nó thuộc về bộ nào, cách nào trong lục thư thì đó là chỉ sự. Còn bây giờ học 214 bộ thì chúng ta lại tiếp xúc tới cái phần thuộc là bộ. Thì như vậy khi xưa chúng ta học chỉ là biết đây là gạch một gạch, đây là nhất là một, rồi đây là lục thư và chỉ sự. Thì bây giờ vào 214 bộ thì chúng ta biết đây là bộ nhất. Và những từ bên cạnh có thể là từ khó, có thể là từ dễ, thì chúng ta sẽ chú ý để chúng ta làm cái phần bài tập thuộc về 214 bộ. Ví dụ đây có chữ tam, chữ thất, chữ thường, ở đây thuộc về bộ nhất. Như vậy qua những cái bài hấn cổ nhập môn thì chúng ta thấy phần nào cũng rất là quan trọng, và phần 214 bộ này chắc chắn cũng sẽ rất quan trọng. Vì chúng ta học xong 214 bộ thì chúng ta sẽ biết tra từ điển về cách tra bộ, và từ những cái bộ này thì chúng ta sẽ thấy rằng cách tạo từ của người Trung Quốc, từ những cái bộ này chúng ta càng hiểu thêm. Như vậy lớp chúng ta sẽ chú ý những cái từ như ta nói tam, thất, thường để chúng ta làm bài tập, tức như là nội dung thi ở cuối học kỳ. Và có những chữ như là hạ, bắc, rồi thế. Thì những từ đầu tiên là dễ, nhưng mà thật sự khi mà tiếp xúc bài tập rồi chúng ta thấy không phải những cái nét dễ như vậy mà chúng ta dễ làm bài tập. Nhiều khi có những bộ hơi rắc rối, nhưng mà một số bộ dễ nhìn chúng ta lại dễ làm bài tập hơn. Ở đây là bộ cổn, là chúng ta thấy đây là nét sổ, hồi nãy là nét nhất, gạch ngang. Thì bây giờ đây là cổn, là sổ. Thì có những chữ như là cá, này, trung, phong, lần trước đã giải thích rồi. Và nét chủ có nghĩa là điểm
hay là chấm, thì có những chữ như là chủ với hòa. Thì với bài tập mà thầy đã chia sẻ cho lớp là bài tập số 8, thì thầy thấy số lượng người làm mà chưa được nhiều. Có nghĩa là trong những bài tập á, bài tập từ vựng thì thầy thấy làm nhiều nhất. Có nghĩa là được gần, phải không gần nữa, 399 vị. Như vậy là số lượng phải nói rằng rất là tốt. Rồi còn bài tập lục thư thì chỉ là có 178, đó là bài tập thứ 7. Còn bài tập số 8 thì mới có 132 cái lần làm bài tập. Còn bài tập thứ 6 mà tệ yêu cầu là làm chủ nhật là tệ khóa sổ đó, thì cũng chưa đủ với cái số lượng lớp chúng ta, chỉ có mới 275 vị làm. Như vậy nếu mà nói rằng ngày hôm nay văn phòng cũng nhắc nếu mà có điểm thì có thể gửi về văn phòng để gửi cho lớp để chúng ta cũng hoan hỷ. Thật sự như tôi nói rằng cái phần mà chỉ là đánh dấu các thầy các cô đã làm bài tập thì phải nói tốn cả một tuần, không phải là suốt một tuần, nhưng mà suốt một tuần đó rảnh là tôi lên đánh dấu là phải cả buổi, cả tuần mới là xong một bài tập. Mà một bài tập mấy thầy mấy cô tới giờ chưa nộp xong, còn nhiều vị còn xin phép nộp nữa. Thì như vậy làm sao mà tôi rút lại được. Rồi bài tập thứ 7, rồi bài tập thứ 8 nữa. Như vậy 3 bài tập thì tôi suy nghĩ, một bài tập 5 điểm, 3 bài tập là 15 điểm. Điểm thi cuối học kỳ, nếu tính theo thang số 100 là chúng ta có 85 điểm. Và tới bây giờ chưa có thống kê là được số điểm và là bài tập ở nhà nữa. Và tôi phát hiện là bài tập từ vựng dường như mấy thầy mấy cô rất là hoan hỷ để làm. Vì chúng ta thấy làm là có điểm liền, cho nên số lượng người làm lên tới 399. Thì những cái chữ gọi là bài tập thì mong mấy thầy mấy cô chúng ta tập làm cho quen. Cái đó thì không có kết thúc. Làm sao mà cho được điểm tối đa thì chúng ta ngưng. Vậy chúng ta đã biết cách làm rồi, nghĩa là biết cách làm thuộc bài, nhưng mà khi vào làm, nghĩa là thực tế, nhiều khi chỉ là sai một chút xíu thôi, mà tôi nói ví dụ như phẩy là phải tách ra. Và tôi thấy nhiều thầy nhiều cô điểm mà không có đạt điểm tối đa là cứ phẩy dứt vô. Cái đây là điểm lỗi vi tính cũng đã sai nữa. Cho nên qua bài tập này thì nghĩ với thầy mấy cô cũng sẽ giỏi về cái chúng ta nói là điểm vi tính đó. Chúng ta sẽ làm luận văn, mà nếu mà tờ chấm luận văn mà tờ thấy dấu chấm dấu phẩy mà không có cách ra thì nhìn thấy cái văn bản nó cũng xấu lắm. Cho nên chúng ta chú ý đây cũng là lỗi văn bản, thì chúng ta ráng đừng có để sai lỗi văn bản. Thì như vậy cách làm bài tập số 8 chính là bài tập về 214 bộ này. Thì hôm nay là tại vì chúng ta chưa học hết thì số lượng người làm không nhiều, thì hy vọng rằng sau cái buổi hôm nay thì mấy thầy mấy cô như quý Phật tử chúng ta cố gắng làm cái bài tập này cho đầy đủ. Và theo những cái quy tắc nội dung mà tôi chia sẻ, chữ nào mà chúng ta thấy có hai chữ như thế này thì chữ đó sẽ không làm phần bài tập về bộ. Bộ là có nghĩa là gì? Ví dụ hỏi những chữ nào thuộc về bộ chủ để chúng ta ráp những chữ, ba chữ đó vào ở trong 10 từ. Cứ một cái ô, nghĩa là một cái biểu, nó gồm có 10 bộ và một bộ gồm có ba chữ. Như vậy với hai chữ như này thì không đủ để làm. Thì chúng ta chỉ chú ý là về cái ý nghĩa. Ví dụ chủ là nét, ý nghĩa là điểm hay là chấm. Nhưng mà trong bài tập để cho 50 từ thì cũng không có từ này. Tôi cũng chọn 50 từ mà rất là quen thuộc để cho quý thầy quý cô như quý học viên chúng ta học ở ý nghĩa và tên bộ và số nét. Ở đây là nét phẩy, việc thì cũng học rồi, nét sổ xiên qua trái. Thì nó có ba từ như thế này thì chắc chắn sẽ đưa vào cái nội dung bài thi, bài làm. Ví dụ chữ nải, chữ chi, chữ hồ. Và chúng ta thấy có nét phẩy. Và cái nét hơi rắc rối một chút, nhưng mà nó cũng nằm trong thiên can. Và chúng ta cũng học chữ can ngay đầu tiên. Thì đây là ốc. Thì người Trung Quốc người ta dùng chữ giáp để nói là đầu tiên. Và chữ ốc là đứng thứ nhì. Thì có những chữ như giả, cũ, khất, nó thuộc về bộ ốc này. Và bộ quyết
Thì nếu mà học về nét thì chúng ta thấy đây là sổ mộc, còn đây là bổ quyết, thì gồm có những chữ như là liễu sự. Thì đó là lần trước chúng ta đã học qua 10 chữ thuộc về các bộ một nét. Bây giờ chúng ta qua các bộ hai nét. Và tối nay chúng ta có thể học tới ba nét. Rồi chúng ta có thể tuần sau chúng ta học cái bộ bốn nét hay năm nét gì đó. Như vậy nếu mà chia ra nhiều buổi như này tôi nghĩ cũng học đỡ ngán. Và như lần trước tôi nói là học bộ là ngán lắm. Mặc dù quan trọng nhưng mà nếu lướt qua đó cứ chia sẻ ở đây là chữ nhị là hai, rồi đây là chữ đầu gì đó, bộ đầu, thì chúng ta học cũng ngán. Thành 214 bộ thật sự giảng viên cũng có thể chia sẻ một ngày là xong, một buổi là xong. Nhưng mà lướt nhiều quá người học cũng ngán, mà giảng viên nhiều khi nó đưa thêm từ vựng nhiều quá thì cũng là sợ lớp. À, chúng ta đã qua ba bài từ vựng, phải nói số lượng từ vựng tôi nghĩ cũng rất là tốt rồi. Thì bài này không cần phải từ vựng nhiều, mà chúng ta chỉ học cách như tôi nói là cho biết bộ đó ý nghĩa là gì. Ví dụ như bộ nhị này thì chúng ta biết là hai nét và ý nghĩa là gì, là số 2 hoặc là 2, thì mấy thầy mấy cô sẽ làm bài tập số 8 thì chúng ta mới hiểu được cách mà tệ ra đề thi. Thì nó có ba chữ là chữ vu và chữ vân là và chữ ngũ là thuộc về bộ nhị. Thì cũng xin thưa quý thầy cô về cái chữ bộ, những chữ nằm trong bộ này thì cũng là tương đối thôi, như cái phần lục thư thì cũng nó tương đối. Có sách chữ đó nói rằng chỉ sự, có nói rằng có chỗ thì tượng hình, nhưng mà cái bài mà tề chia sẻ lớp đều có tra từ điển hết, đó là từ điển từ gọi là bên Trung Quốc. 20 chữ tượng hình cũng là 20 chữ tượng hình dành cho các lớp tiểu học học. Như vậy đây là cũng là một cái chuẩn của một các nhà ngôn ngữ ở bên Trung Quốc. Thì này cũng tra từ điển, ví dụ tra bộ nhì thì có mấy chữ nào ta thấy dễ nhất đưa vào, nhưng mà lâu lâu khi đi tra bộ một quyển từ điển khác thì thấy rằng có thể là đưa vào bộ khác. Nhưng mà thôi chúng ta cũng gọi là tuyệt đối trong cái tương đối để chúng ta làm bài thi. Như vậy chữ nhì thì chúng ta thấy có ba chữ là vu và vân ngũ. Để nếu mà có bộ nhì đưa ra yêu cầu chúng ta chọn ba chữ thì chúng ta nhớ chữ vu này có hai gạch nè, là nhì nè. Chữ vân này cũng hai gạch nè. Rồi chữ ngũ thì nó hơi phức tạp, nhưng mà chúng ta cũng sẽ thấy có hai gạch và một cái phần ở chính giữa, đó là thuộc bộ nhì. Ở đây là bộ đầu, thì bộ đầu cũng sẽ có từ để chúng ta làm bài thi. Bộ đầu thì không có nghĩa, nhưng mà nó đưa vào trong các từ khác như chữ giao, chữ diệt, chữ kinh thì lại có nghĩa và cái xác suất gọi là cái sử dụng cũng hơi nhiều. Chữ giao thì chúng ta cũng học rồi ha, nghĩa là chữ phụ mà có bộ đầu ở trên. Chữ diệt thì sau này chúng ta cũng sẽ tiếp xúc hơi nhiều vì nó là từ loại ngữ pháp. Và chữ kinh ở đây là kinh đô. Rồi chúng ta qua chữ khác. Như vậy mấy cái chữ đầu này chắc chắn không đưa về hỏi về ý nghĩa, tại vì nó không có nghĩa ha, nhưng mà hỏi về chữ giao, chữ diệt, chữ kinh, và cũng không hỏi âm của nó nữa, chỉ giúp cho lớp chúng ta nhìn cái bộ, cái này cách nhìn bộ để chúng ta sau này chúng ta nhìn cái chữ chúng ta biết nó thuộc bộ nào để chúng ta tra từ điển. Ở đây là bộ nhân thì chúng ta quá quen thuộc rồi, chữ nhân cách biên hai nét và bộ nhân bên cạnh của các chữ khác biên như thế này, thì hai cách đi chữ nhân độc lập ở trên, chữ nhân đi cùng với chữ một cái phần khác thì biên ở phần dưới. Thì chúng ta đã tiếp xúc chữ Phật nè, chữ tăng nè, nhân và các chữ như là tha, lai, nể, mà lần trước có nói rằng nỉ hào là chữ chữ nể này, nỉ hào ma thì chữ nể này đây, tha thì lai, ở trong Hán Kim sử dụng rất là nhiều, nỉ của tha là người ấy, tôi, người ấy và bạn đối diện, nghĩa là ba đại từ nhân xưng bản thân tôi và người đứng trước mặt và cái người vắng mặt, đó là ba đại từ nhân xưng ha. Như vậy chữ nhân chúng ta sẽ thấy là sẽ đưa vào cái phần hỏi ý nghĩa này, chúng ta sẽ trả lời nhân có nghĩa là người hai nét, và các từ mà thuộc về bộ nhân thì chúng ta nhớ
Nếu cũng cần phải nhớ chúng ta chỉ nhìn cái nét gần bên là một chữ, nó giống như bộ nhân là chúng ta đưa vào bộ đó là đúng. Vì bộ nhân là chúng ta cũng dễ nhìn, như nhiều bộ chúng ta sẽ không nhìn ra, nhưng mà nếu biết cách làm bài chúng ta sẽ thấy dễ. Ở đây cũng một loại chữ nhân, cũng là người, để đi vào những cái chữ như là gì, tiên, nguyên, huynh, quang, nhi, triệu. Thì cách để phân biệt được cái chữ này thì chúng ta để ý cái chân của nó. Hồi xưa tôi học tới cái này, tôi nói thường hay nói cái chân ở dưới, tại nó nằm ở hường thay nằm ở dưới á, cái mình nói cái chân để mình dễ nhớ. Ở đây là nhân, cũng là nhân là người, các chữ như là tiên nè, nguyên, huynh, quang, nhi, triệu. Chỉ có chữ triệu là hơi khó nhìn một chút, còn các chữ khác chúng ta để ý cái chân của nó nằm ở dưới một cái phần chữ thì đó thuộc về bộ nhân người này. Chúng ta qua chữ nhập, thì chữ nhập cũng học rồi ha. Nhân nhập bát là ba chữ gần giống như nhau, thì nó hơi khác cái chữ đi theo. Nếu hồi nãy bộ nhân là chúng ta biết rồi, chữ Phật và chữ tăng, chữ nhân vân vân, rồi tới chữ nhân kia như là cái chữ chân, cái chữ chân ở dưới. Bây giờ tới chữ nhập này chúng ta có những chữ như là nội nè, toàn nè, lượng. Thì chúng ta nhìn thấy chữ này, tại sao tôi nói là tương đối, vì rõ ràng chữ nội ở trên thì chúng ta thấy là bộ nhập, nhưng mà chữ nội ở dưới chúng ta thấy là bộ gì? Rõ ràng là bộ bộ nhân. Rồi chữ toàn cũng vậy, nếu chữ toàn chúng ta rõ ràng thấy phần trên á, là bộ nhân, nhưng mà lại đưa vào bộ nhập. Và khi tra một cái quyển từ điển khác thì thấy rằng có đưa vào bộ nhân nữa. Như vậy hai cái phần từ điển này nó cũng hơi lạ lạ. Như vậy nếu mà ra cái phần bài thi là sẽ cố gắng tránh những cái từ này, nếu không lớp chúng ta sẽ nhìn thấy ủa chữ toàn này giống như chữ nhân, rồi chữ lượng nữa chúng ta cũng thấy có thể là bộ nhập, nhưng mà hai chữ nội là chúng ta thấy hai cách biên, một cách biên là bộ nhập, một cách biên là bộ nhân. Ta đi vào bộ khác, bộ bát. À, bát là tám ha. Thì bộ bát hệ tám thì chúng ta thấy thì phần đông cũng ở dưới cái chân, đi trong cái chữ như là lục nè, cộng nè, kỳ là thuộc về bộ bát. Thì bác nếu hỏi thì dễ rồi, mấy cái từ mà để đưa cho lớp 50 từ học từ trong đó hơn 30 từ là chúng ta đã học rồi, qua những cái phần các nét căn bản nè, rồi bút thuần và lục thư, chỉ khoảng hơn mười mấy từ là hơi từ mới thôi. Như vậy cái phần mà hỏi ý nghĩa của từ thì đối với lớp chúng ta thấy là cũng không khó ha. À, chúng ta qua từ khác. À, cái từ này lạ nè, như từ quân. Chữ quân thì chắc chắn là không hỏi lớp về ý nghĩa rồi. Vùng biên giới xa, hoang địa. Thì ở đây cũng xin đưa cho lớp thấy. Hồi nãy chúng ta thấy rằng bộ nhập, rồi bộ giống bộ nhân, nhưng mà khi tra chữ quân này cũng là chữ nội, lại thuộc về cái bộ quân này. Ở đó chúng ta thấy thật sự là tương đối. Như vậy khi mà ra bài mà tập á, thì có thể hơi trùng một chút. Còn bài thi á, thì cũng phải cân nhắc chữ nào mà hơi trùng á, thì đừng để lớp bị trùng mấy cái này thì chúng ta khó làm. Đó, chúng ta thấy cũng là những chữ như nội nè, tái, sách là thuộc về bộ quân này. Rồi chúng ta qua bộ mịch. Thì bộ mịch này nó gần giống như chữ miên, cái mái. Nhưng mà chữ miên á, thì nó có một cái chấm trên đầu, còn cái mịch thì không có. Nó nghĩa là trùm cái khăn lên là bộ mịch này. Là có các chữ như là quang, là minh. Thì chữ này chúng ta cũng dễ nhận ra là chữ mịch, che lên. Và chúng ta đi qua bộ khác. Thì bộ này lần trước chúng ta cũng có tập làm bài tập này rồi. Thì đây là bộ băng. Bộ thủy á, thì ba chấm, bộ băng thì chỉ có hai chấm thôi. Vậy chúng ta có thể tưởng tượng là bộ thủy thì tính chất nước nhiều hơn, cho nên là ba chấm. Còn bộ băng này đã đông rồi, cho nên bớt đi một dấu, còn có hai dấu thôi. Cái băng có nghĩa là lạnh giá. Thì là răng này nếu mà yêu cầu chúng ta tìm hiểu những cái từ như đông, băng, lạnh này thì chúng ta thấy thì ra học bộ là như vậy đó.
Hồi nãy chữ nhân thì chúng ta thấy là người, chân tu là Phật, Phật là người tu. Khi mà người Trung Quốc tạo chữ Phật thì chúng ta thấy cũng hay, vì sử dụng chữ Phật có nghĩa là có bộ nhân, chân tu thành Phật, Phật là người tu. Còn bây giờ tới chữ Đông này chúng ta thấy, nhìn là chúng ta biết những cái chữ này liên quan tới cái gì, thuộc về lạnh, như là Đông này, mùa đông là lạnh, băng cũng lạnh mà lãnh cũng là lạnh. Cái đó bộ chính là như vậy. Chữ lục thư thì chúng ta thấy tượng hình nè, chỉ sự hình thanh cũng hay. Bây giờ có 214 bộ nữa cũng là một cách mà chúng ta thấy, chúng ta hiểu thêm cách tạo từ của người Trung Quốc ở đây nữa. Đó, đông, băng với lạnh. Như vậy cách mà kiếm từ bỏ trong bộ thì chúng ta thấy cũng không khó. Nếu mà hai chấm thì chúng ta thấy nằm dưới cũng có, nằm bên tay trái cũng có, thì nó đều có ý nghĩa của nó là lạnh. Thì chúng ta đi vào chữ kỷ. Chữ kỷ ở đây có nghĩa là cái ghế dựa. Nó có những chữ như là phàm, phượng. Kỷ là cái ghế dựa. Chúng ta qua cái chữ khác. Thì chữ này là chữ khảm, như là há miệng, thì rõ ràng chúng ta nhìn thấy đúng là như há miệng ra. Và có những chữ như là xuất, là ra ngoài. Thì cái chữ này sử dụng cũng là hơi nhiều, chỉ có hai chữ dưới đột ao ít sử dụng, nhưng mà chúng ta cũng đã tiếp xúc qua rồi. Dù là yêu cầu không phải là thi mấy chữ này, nhưng mà những cái nét nó hơi đặc biệt thì thầy cũng đã chia sẻ ngay từ bài đầu tiên, và hôm nay giới thiệu lại để chúng ta thấy đây là bộ khảm. Và tới bộ đao thì bộ đao này cũng học rồi ha. Thì bộ đao này nếu mà nói nhận bộ chúng ta cũng thấy dễ lắm. Thì một là cái bộ ở trên, hai là như cái bộ ở dưới. Đó, chúng ta thấy chữ nhận thì bộ ở trên và có dấu chấm ở dưới. Rồi chữ sơ chúng ta cũng thấy là có bộ đao bên tay phải. Rồi chữ phân hay là phận, phân chia thì chúng ta thấy là cũng có bộ đao. Và ở trên chúng ta thấy chữ bát. Như vậy chữ phân này chúng ta cũng thể tưởng tượng, mường tượng ra, có nghĩa chia ra làm 8 phần, gọi là phân với chia. Và chữ thiết cũng nghĩa là nhất thiết, có nghĩa là tất cả. Như đây chữ thiết cũng có nghĩa là chia sẻ, thì chính là chữ thiết này. Chỉ có chữ tắc thì chúng ta thấy có bộ đao, nhưng mà ý nghĩa của nó, vì sao có bộ đao, thì chúng ta thấy không phải từ nào chúng ta cũng thể hoàn toàn hiểu nghĩa. Còn chữ sơ, chữ sơ này đây đầu tiên ta nói sơ có ý nghĩa đầu tiên là lấy con dao làm sao mà cắt cái bộ quần đầu tiên, ta dùng chữ sơ này. Và sau đó người ta dùng chữ sơ là ban đầu. Nói như vậy ý nghĩa đầu tiên là cắt áo cắt quần, nhưng mà sau đó biến thành cái chữ ban đầu. Như vậy nếu mà không tra từ điển chúng ta cũng sẽ khó nhận được cái ý nghĩa ban đầu vì sao tại bộ đao. Và bây giờ nó không có ý nghĩa là cắt nữa, mà nó sơ là ban đầu, cái nghĩa sử dụng nhiều hơn. Rồi chúng ta qua bộ lực là sức, về bộ lực cũng học rồi. Như vậy những cái từ như đao, lực sẽ đưa vào phần bài tập là hỏi ý nghĩa, số nét, tên là của bộ. Thì lớp chúng ta cố gắng ghi nhớ ha. Tại vì chúng ta những từ ta nói rồi, hơn 30 từ là chúng ta đã học rồi qua những bài học trước. Bây giờ qua bộ cũng là yêu cầu chúng ta chú ý cái gì? Là số nét của nó để chúng ta học bộ, và tên bộ là lực. Lực có ý nghĩa là gì? Sức hoặc là sức mạnh. Và chữ lực này thì phải nói rằng rất là nhiều từ, tra từ điển chữ lực rất là nhiều. Thì xin chia sẻ những chữ như là công nè, lao nè, động nè, trợ nè, nổ nè. Thì nhìn những từ này chúng ta đều thấy có bộ lực bên cạnh. Công là một cái công sức gì đó thì có bộ lực bên đây. Chữ lao thì chúng ta thấy cũng là lao động, hai chữ kết hợp lao động, công lao là lao động, đều có cái sức lực. Nếu không có, nghĩa là không có sức thì chúng ta sẽ không làm được những việc này. Cho nên từ như chữ này nghe hiểu, công và lao động. Rồi trợ thì cũng có sức để giúp đỡ. Và chữ nổ đi chung với chữ nỗ lực. Thì đây cũng có cái chữ lực ở dưới. Và ở trên thì chúng ta thấy đây thuộc về hình thanh này. Trên là chữ nô. Và bây giờ có bộ lực đọc hình nổ. Thì ở đây quý thầy quý cô chú ý, nổ này là dấu ngã ha. Chúng ta đừng có đừng lộn dấu hỏi.
Phải thấy là chấm bài luận văn hoặc là những bài văn của tăng ni sinh cũng như Phật tử viết bài chữ nổ này chuyên là viết dấu hỏi. Chúng ta nên viết dấu ngã. Và sẵn chữ này tệ cũng chia sẻ cái quy tắc viết dấu ngã. Cái chữ mà gọi là nhớ là Hán Việt chứ không phải là âm nôm tiếng Việt chúng ta ha. Nghĩa là chữ âm Hán Việt á, thì nó có những cái từ liệu mà viết dấu ngã. Liệu mà viết dấu ngã là L, mà là M, viết là V, dấu là D, ngã là N. Thì đó là những từ mà người ta thống kê lại dường như là 99% là viết dấu ngã. Ví dụ bây giờ chúng ta thử coi chữ nào là dấu ngã. Ví dụ liệu là gì? Vừa qua như chữ lãnh. Là chữ gì nữa? Là chữ L. Rồi chữ M. Như là mảnh. Viết như là chữ vũ. Dấu như là dũng. Rồi chữ liệu mà viết dấu ngã thì chữ N sau cùng thì chính là chữ nổ này. Và chúng ta học để sau này gặp âm Hán Việt thì chúng ta nhớ những từ đó chúng ta viết dấu ngã. Liệu mà viết dấu ngã. Không biết quy tắc này đâu mà tệ cũng học được từ xưa. Bây giờ chia sẻ với lớp. Rồi chúng ta qua một cái bộ khác. Thì bộ này là bộ bao. Để thấy đúng như là bao không? Để đi vào những chữ như là chữ câu, chữ bao, chữ quân. Chúng ta đi vào một bộ khác. Thì cái chữ này là chữ chủy. Chủy có nghĩa là cái thìa, cái muỗng nhỏ, thì chính là chữ chủy này. Thì sẽ đi vào những cái bộ, những cái từ mà có chữ bộ chủy này, như là chữ hóa, chữ bắc. Và chữ thử này, nếu mà sau này tôi chia sẻ cái file này cho lớp, chúng ta thấy nằm ở trong ngoặc này á, nghĩa là có một cái chữ nó có cái bộ chủy để trong nhưng mà nó không thuộc về bộ chủy thì cũng chia sẻ lên luôn để chúng ta học chúng ta cái chữ này nó gần giống như, nghĩa là có một cái phần giống như nhưng mà nó không nằm trong cái bộ này, nghĩa là có cái phần của bộ đó, nghĩa là có phần của bộ chủy nhưng mà nó không phải là bộ chủy, nó là một cái phần bộ khác. Thì chúng ta sẽ thấy được đánh dấu ở trong cái dấu ngoặc đơn để chúng ta biết được đây là tệ, ý là đưa cho lớp như vậy chứ không phải là thuộc về bộ này. Thì chúng ta qua chữ phương, bộ phương. Thì bộ phương này là cái tủ đựng, thì có các chữ như lần trước tôi nói chữ phương với chữ hệ. Hai cái này mà nếu đưa chung chúng ta sẽ không có phân biệt được. Và chính vì vậy 214 bộ chữ Hán, Hán cổ, người Trung Quốc bây giờ là giản lược lại, nghĩa là không còn đúng số lượng 214 bộ nữa. Nếu học Hán cổ thì vẫn là 214 bộ, nhưng mà hai bộ này là người Trung Quốc chắc chắn là đã giảm lại. Thì chúng ta hãy nhìn chữ này với hai chữ này có khác gì không? Hai cái bộ này. Nhưng mà nếu chúng ta tra chữ bộ phương á, thì chúng ta thấy chữ tác, chữ khuôn, chữ tượng thuộc về bộ phương. Nhưng mà nếu chúng ta tra cái chữ bộ hệ thì chúng ta lại thấy chữ y, chữ khu này, mà nhìn thấy chữ y, chữ khu này cũng không khác vì gì với bộ phương cả. Nếu mà cách biên như thế này thì chúng ta chữ hệ có thể là dài ra một chút ở chữ đầu tiên, rồi cái nét sổ thụt vô một chút. Còn chữ phương á, thì nó thẳng như thế này. Nhưng làm sao mà vào với chữ tác khuôn tượng với chữ y với chữ khu này làm sao chúng ta phân biệt được? Như vậy không phân biệt được thì những từ này thì chắc chắn rằng khi ra đề thi thì cũng phải, nếu mà ra chữ hệ thì sẽ không ra chữ phương, mà ra chữ phương thì cũng ra chữ hệ, nhưng mà chắc chắn là chỉ ra chữ phương thôi, còn chữ hệ vì có hai chữ thôi. Như vậy chúng ta chú ý nếu có thì ra chữ phương. Rồi chúng ta qua bộ khác. Đây là chữ thập ha. Thập là chắc chắn sẽ hỏi về ý nghĩa bộ tên gì thì chúng ta có trả lời bộ tên thập. Rồi ý nghĩa là gì? 10 hoặc là số 10. Rồi số nét là bao nhiêu? Hai nét.
là sẽ có một số từ thuộc về chữ thập đây, như là thiên, ngọ, bán, thân và chữ vạn. Đây thuộc về bộ thập. Về chữ thiên học rồi, ngọ học rồi, bán thì bán từ vi sư, nhất từ vi sư thì chúng ta cũng có giới thiệu qua chữ bán trong một cái từ vựng thôi, nó cũng không có giải thích nhiều. Rồi chữ thân cũng sẽ học đến. Còn đây chữ vạn, thì chữ vạn đây cũng là một cái từ đặc biệt. Nếu mà sau này chúng ta tiếp xúc lại với chữ vạn thế nào, có người hỏi là cái gạch đầu tiên á là quay về phía tay trái hay tay phải, thì cái điều này chúng ta thấy là nó cũng hơi, nghĩa là đánh chữ vạn hai chữ đều ra hết, nhưng mà chữ vạn này là chữ vạn nào là chính xác của Phật giáo thì chúng ta sẽ tìm hiểu riêng. Còn chữ vạn này người ta nói rằng do bà Võ Tắc Thiên đặt ra chữ vạn này, không biết có phải vậy không. Đây là chữ bốc xem bói. Bốc xem bói đi với các chữ như là chim, quái, thì mấy chữ này đọc lên là chúng ta thấy cũng là chim tinh và tướng số. Những cái ngành mà xem bói, xem toán của người xưa. Cái ngành này nếu mà chúng ta không nghiên cứu thấu đáo thì nhiều khi chúng ta cũng nghĩ rằng là có sự mê tín. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghiên cứu một cách thấu đáo thì rõ ràng đây cũng là một cái môn học mà hiện giờ mà tôi nghe nói là không có nhiều, nhưng mà cũng có trường đại học lập ra một cái khoa gọi là khoa chiêm tinh để dạy trong học nguyện không nhiều, nhưng cũng có lập ra cái khoa chiêm tinh. Và thậm chí như chúng ta thấy phong thủy, nếu mà đầu tiên á, người xây nhà xây cửa đều coi cái hướng ta gọi là phong thủy, nhưng bây giờ chúng ta thấy phong thủy cũng rất là khoa học. Vì khi mà chúng ta xây một cái nhà mà nếu cái nhà chúng ta hướng tốt á, là chúng ta thấy gió mát, đó là chúng ta thấy phong. Còn thủy thì chắc chắn nếu mà chúng ta ở một cái khu đất nào á, mà nước ngọt là chắc chắn là thấy tốt. Tại đi nhiều nơi bây giờ thấy là đúng chữ phong thủy rất là tốt. Làm sao mà cái thế đất của mình là đừng có nắng chói nè, hướng gió tốt nè, và nước ngọt là tự nhiên thấy phong thủy tốt rồi đó. Như vậy chữ phong thủy này nếu mà chúng ta thấy mê tín thì theo cái dạng mê tín nó khác. Còn mà nếu chúng ta thấy khoa học là chúng ta hay đúng rồi. Một cái thế đất nào mà có phong thủy tốt chính là gió mát và nước ngọt, thì rõ ràng chúng ta thấy ở nơi đó là cuộc sống nó cũng tốt rồi. Nhiều nơi bây giờ đất phèn, ngay cái việc cái dàn lọc nước không chúng ta cũng thấy mệt rồi. Rồi cái mùa mà nước mặn, nhất là năm ngoái năm kia giữa cái mùa nước mặn là nhiều nơi không có nước để uống. Vốn là cái dòng kênh, dòng rạch là ngọt, nhưng mà nước biển nó lấn tràn vào như thế nào đó là nước mặn, cuối cùng không có nước uống, là phải tải nước từ những cái khu nguồn nước ngọt đem về đó. Chúng ta thấy nước thiếu là cuộc sống nó cũng cũng khổ liền. Còn vấn đề chiêm tinh bói toán, thật sự khi xưa chúng ta nó coi thiên văn địa lý coi, và như hiện nay những nhà thiên văn mà người ta xem á, chúng ta thấy cũng rất là hay. Người ta đưa ra những cái ngôi sao, rồi những cái tương tự như mặt trời, mặt trăng, để thái dương hệ, chúng ta thấy thật sự cũng rất là hay. Như vậy cái phần mà nói rằng bói toán, bói ra gì đó bói ra ma, có nhà ra rác, nó khác. Còn nếu mà chúng ta biết cái cách mà người xưa người ta tính toán, thật sự có những cái nó thuộc về toán đó, chứ không phải là chúng ta nói là mình nói một cách đơn sơ. Cho nên nếu mà nói về văn hóa, chúng ta cũng nên tìm hiểu về văn hóa để đánh giá lại cái vấn đề này. Thì cái điều này tôi cũng được thầy tại nhớ làm lại thầy thêm. Bây giờ thầy cũng lớn tuổi rồi, khi mà học đại học ở ngoài, đại học nhân văn ở ngoài á, khi mà nghiên cứu về vấn đề những cái mà chúng ta mê tín ở thế gian, thầy nói nếu nghiên cứu ở góc độ khác thì thật sự không phải mê tín. Thầy kể ví dụ như là chúng ta có nghe nói rằng ông bà xưa chúng ta cái nhà để như cái như là cái bức bình phong che, như che tà, mình nghe vậy mình nói ủa sao mê tín, nhưng mà thật sự không phải là thầy nó để che tà. Thầy nói những cái nhà mà ta nói cái luồng gió đưa vô mạnh quá thì những cái bình phong đó có thể là chặn lại những luồng gió đó, rồi giúp cho cuộc sống, nghĩa là sức khỏe của những người trong nhà được khỏe mạnh,
là giống như chúng ta thường hay nói là che tà để được khỏe mạnh. Thật sự ông bà chúng ta do không hiểu cái dùng nhân từ là trắng rồi gì gì đó, cho thầy giải về khoa học thật sự rất là hay. Thế về đây là chữ bốc nè, cũng nói sơ sơ cho lớp biết về một số cái cách mà chúng ta nói rằng những quan điểm người xưa và nay về phong thủy, về những cái mà tệ nó bình phong đồ nhiều nữa. Thì thôi có dịp thì sẽ mấy thầy mấy cô như quý Phật tử có thể kiếm sách ra về văn hóa như thế gian, chúng ta có thể đọc thêm được cái đó. Chúng ta qua từ khác, ở đây là chữ tiết, đốt tre, thì có những chữ như là mão, ấn, nguy, tức. Nếu kính thầy quý cô mà chúng ta trong sách mà cái chữ tiết này mà không hiện ra chữ thì chúng ta biết là chúng ta thiếu phong. Về phần đông phong chữ ở trong giáo tài giáo án tôi chia sẻ cho lớp á, là phong chữ mít xong, thì các thầy cô chịu khó cài phong chữ đó vào, và nếu mà thấy từ nào mà không hiện ra thì chúng ta quét khối và chúng ta chọn lại phong chữ mít xong từ nó có hiện ra hay không. Thì chữ đây là chữ tiết là đốt tre, và các chữ như là mão, ấn, nguy là tức. Mão tí sửu dòng mão ha, ấn ấn tính nguy hiểm, và tức là tức thì. Và hồi sau chúng ta sẽ tiếp xúc với chữ tức này. Chúng ta đi vào chữ Hán là sườn núi, vách đá. Thì nhìn cách này chúng ta cũng thấy đúng là sườn núi, có những chữ nguyên là trù là nhà bếp thuộc về bộ này. Ở đây là chữ khư hay là chữ tư, đi vào trong những chữ như là khứ nè, chữ tham. Thì chữ vân hồi nãy chúng ta thấy là bộ nhị gạch hai gạch ở trên, nhưng đây mở cuộc đơn là chúng ta biết nó thuộc về bộ gì, cũng là bộ nhị, chỉ là nói rằng trong cái chữ này á, nó có một cái phần bộ của chữ của bộ khư bộ tư này ở trong cái chữ vân này. Ở đây là chữ hữu. Hữu lần trước cũng giới thiệu rồi. Lại nữa, lần nữa sẽ tiếp xúc trong cái phần gọi là Hán cổ. Đây là phần ngữ pháp. Và trong các từ chúng ta thấy gì? Chữ cập nè, chữ hữu nè, chữ phản nè, chữ thọ, chữ thụ. Như vậy bài thi chúng ta có cái chữ này, nên mà chú ý cái phần chữ hữu sẽ nằm ở trong chữ cập nè, hữu, phản, thụ, thụ hoặc là thọ, và chữ thủ. Rồi như vậy là xong phần hai nét. Bây giờ chúng ta qua phần ba nét. Như vậy hai nét thì chúng ta thấy rằng là khoảng 20 từ. Như vậy ba nét thì chắc là 30 từ rồi. Như vậy chúng ta sẽ làm tới 8 giờ và tôi sẽ gửi link bài tập cho mấy thầy mấy cô như quý Phật tử làm bài tập này. Làm bài tập theo cái dạng là cũng mà từ bài tập 8, nhưng mà làm xong là chúng ta có điểm liền. Nghĩa là làm theo cái dạng là biết được cái điểm, cái câu đúng câu sai. Để chữ khẩu rồi ha. Nghĩa là chúng ta đã học qua chữ khẩu rồi, và lần trước cũng có làm bài tập. Thì nhìn chữ cổ nè, chữ danh, chữ ngô, chữ phẩm, chữ thiện thì có bộ khẩu này. Nhiều lắm, còn thêm một loạt nằm ở dưới. Thì khi mà làm bài tập mà cái loạt này á thì tệ thường nói là chúng ta không phải cần phải biết, chúng ta chỉ nhìn làm sao có cái bộ khẩu để chúng ta chọn vào. Như vậy một loạt chữ khẩu như thế này, thì lần trước tệ phát hiện Phật tử nhìn thấy chữ Hà mà cho làm bộ khẩu thì cũng là một cách nhìn có bộ khẩu nằm ở trong, mặc dù nhỏ nhưng mà cũng thấy là bộ khẩu. Như vậy đối với cái sai đó thì cũng thấy là cũng có thể là biết là do nhìn đúng, nhưng mà tại chúng ta không chú ý ba chấm thủy. Bộ này cũng giống như là bộ khẩu, nhưng là vì khẩu á, thì không có một cái phần nào ở trong, như bộ vi thì có một phần nằm ở trong. Thì chữ này cũng dễ nhìn ra lắm. Chúng ta chỉ thấy cái chữ nào lớn và trong có một phần chữ thì nó thuộc về bộ vi. Còn cái chữ nào á, mà không có cái gì nằm ở trong thì chúng ta biết nó là thuộc về bộ khẩu. Tiếp theo là bộ thổ. Thì bộ nào học rồi thì chúng ta đi cho nhanh một chút ha. Thì bộ thổ chúng ta thấy có những từ như là tại, địa, tòa, đường. Bộ thổ.
Thì trong đây có chữ đường, nó có bột tiểu nằm ở bên thì hơi bị kẹt một chút. Thì sẽ cố gắng tránh những cái này cho lớp chúng ta dễ làm. Tại, địa, tọa và đường. Chúng ta qua bộ khác, sĩ. Thổ sĩ đều học rồi. Thì sĩ không có nhiều, chỉ có chữ nhâm. Và những cái chữ như thanh, cát, chí là thuộc về những từ mà có bộ sĩ, chứ nó không thuộc về bộ sĩ. Nó qua chữ khác là chữ truy. Chữ truy này thì nó gần giống cái bồ mà chúng ta nói rằng ở đằng sau nó là chữ tuy. Thì như lần trước chúng ta thấy bồ hề, bồ phương, hai cái từ này chúng ta nhìn thấy cũng hơi giống nhau. Thì đây là truy, tri. Còn cái này là tuy. Thì nó nằm ở trong cái bộ cũng khác. Và những cái bộ này thì tôi cũng cố gắng tránh vì nó hơi trùng quá. Tri, truy. Nằm trong chữ phúc. Rồi đây là tuy và nằm ở trong cũng gần như chúng ta thấy cũng như chữ phúc này. Hai bộ này thật sự là cũng giống như hệ với là phương vậy. Mà cũng khó nhớ nữa. Tri, rồi truy, rồi chữ tuy nữa. Hai bộ này thật sự nên đưa vào một là đúng rồi. Rồi chúng ta qua bộ khác. Ở đây là chữ tịch. Rồi chữ tịch có nghĩa là đêm tối. Rồi có các chữ như là chữ ngoại, là chữ đa, là chữ dạ. Ngoài là ngoài, đa là nhiều. Dạ. Chữ tịch thì cũng sử dụng, tuy không nhiều nhưng cũng có sử dụng. Thì chúng ta qua một bộ khác là sử dụng rất là quen thuộc là chữ đại. Chữ đại là lớn. Thì đi với những cái chữ như chúng ta thấy thiên nè, thái, phu là ba chữ chúng ta học rồi. Chỉ có chữ thất ở dưới là chưa học thôi. Sẽ thuộc về bộ đại. Đại là lớn. Bộ nữ thì cũng học rồi. Nữ là người nữ, là nữ giới. Thì đi với những từ như là tha, hảo, thiếu và nói rất là nhiều nữa. Thì ở đây mặc dù không có liệt kê ra bộ nữ nhưng mà chúng ta thấy còn những số từ thuộc về bộ nữ để đưa chúng ta làm bài tập. Thì chữ tha hồi nãy bộ nhân. Thì chữ tha đó là người nam. Hoặc là nói chung chung. Còn khi mà chúng ta có chữ nữ đi chung với chữ giả như thế này là tha. Thì có nghĩa là người đó, thì người đó là người nữ đó. Chúng ta sẽ dùng bộ nữ này. Khi mà chúng ta muốn nói về một cái người vắng mặt là người nữ, thì chúng ta sẽ dùng chữ tha này. Thì đi chung bộ nữ này phải có nhiều chữ như chữ hảo nè, chữ như nè, chữ diệu, chữ muội, rồi chữ tỷ, chữ cô, chữ nài nai, nghĩa là bà vân vân, đều là thuộc bộ nữ này. Và rất là nhiều. Ở đây đều đưa một số từ có chữ nữ với ý nghĩa là người nữ, với ý nghĩa rất là đẹp như là hảo nè, rồi chữ như là chân như và chữ diệu. Rồi khi học chữ nữ này, bản thân Tuệ là người nữ nên chắc chắn Tuệ sẽ đưa một số ví dụ toàn là ý nghĩa đẹp đưa lên. Nhưng mà nếu chúng ta học chữ nữ với một giảng viên nam thì chắc là sẽ đưa chúng ta một số từ có gọi là bộ nữ mà ý nghĩa là không được đẹp lắm. À, đúng không? Nhưng đây chúng ta thấy lần trước cũng có một vị lên nói chữ nữ, hai chữ nữ, ba chữ nữ với ý nghĩa không tốt. Thì ta cũng lên tập biện bác cái chữ hảo á, là chữ đầu tiên là có bộ nữ. Nghĩa là chúng ta học Hán cổ thì có thể học từ từ mới ra tới chữ hảo. Nhưng mà nếu học Hán kim thì chữ hảo là chữ xuất hiện đầu tiên. Như bữa nói là nỉ hảo đó. Nghĩa là câu chào hỏi đã sử dụng bộ nữ này đã chào. Như vậy không phải bộ nữ đều là có ý nghĩa là chúng ta nói xấu. Thì ở đây trong đây có chữ ni với Phật tử nữ ha. Phật tử nam thì không để ý tới rồi. Rồi quý thầy chắc rành mấy cái chữ thuộc về nữ thì chúng ta biết ý nghĩa khi mà thầy đưa ra để giải thích cho lớp. Giờ chúng ta qua chữ tử. Thì chữ tử thì phần đông nói về con hoặc là con trai. Thì chúng ta thấy rất là nhiều chữ thuộc về bộ tử này như là khổng nè, từ nè, hiếu nè, quý nè, học nè, thì thuộc về bộ tử. Như vậy chữ hiếu chúng ta thấy là bộ tử ở đây là con trai, tử là nói chung nhưng mà khi nói riêng á thì là nói con trai. Ví dụ như nói là nhị tử là tam nữ, tất nhiên là có hai con trai ba con gái, là chính là chữ tử này.
Trong đây là khổng là khổng tử nè, chữ tử có nghĩa là chữ yếu chúng ta học rồi. Và có những từ như là chữ quý thì chưa học đến, sẽ học ha. Học cũng học rồi. Rồi chúng ta qua chữ miên, là miên cũng học rồi ha. Là chúng ta bộ nữ nằm ở dưới chữ miên, có nghĩa là người nữ ở trong nhà thì được an. Và chữ gia thì tôi cũng giải thích rồi. Những chữ an, gia, trạch, quan, khách thuộc về bộ miên. Chúng ta qua từ khác. Đây là chữ thốn, có nghĩa là tóc. Thì đơn vị tóc của người Trung Quốc chắc chắn là không giống như người Việt Nam. Ví dụ như chúng ta nói rằng một thước của người Trung Quốc á, người đó cao 7 thước. Thì chúng ta tưởng tượng 7 thước là bao nhiêu. Nếu mà chúng ta không hiểu á, thì chúng ta nghĩ 7 thước là chắc bằng hai cái tầng nhà. Thì mỗi cái tầng nhà phần đông chúng ta làm từ 3 thước cho tới 3 thước rưỡi. Cao như là chánh điện thì chúng ta có thể làm 5-7 thước. Chứ nhà người dân ở là 3 thước là trung bình. Cao là 3,5 hoặc 40. Như vậy nếu mà chúng ta nói rằng người ấy cao 7 thước là chúng ta không thể tưởng tượng được cao là bằng 2 tầng nhà luôn. Như vậy với kích thước của người Trung Quốc chắc chắn là chúng ta sẽ gọi là khác với người Việt Nam chúng ta. Một thước của người Trung Quốc là khoảng 3 tấc. Như vậy người đó cao 7 thước có thể là hơn 2 thước một chút. Cao đô con một chút. Chứ còn nó không thể như là 7 thước 2 tầng nhà được. Như vậy tấc đây 10 tấc thành một thước chắc chắn là chúng ta thấy là 1/3 thước của người Trung Quốc. Và cách đo số cũng vậy. Qua học kỳ sau chúng ta học về con số thì tôi sẽ chia sẻ thêm cho chúng ta thấy là con số xưa và con số nay cũng khác. Và cái đơn vị đo lường của người Trung Quốc, người Việt Nam chúng ta cũng là hơi khác một chút. Thì thấu hôm nay chúng ta mới học biết được à thì ra chữ tự này chính là thuộc về bộ thốn đây. Trên bộ thổ, ở dưới bộ thốn, chính là tự là chùa. Như vậy nếu mà hỏi về nguồn gốc của chữ tự này, mấy thầy mấy cô có biết nguồn gốc của chữ tự này không ạ? À? Nếu bây giờ đang học tới hồi xưa học chữ tự chứ nói là gì? À, mặt trời đã xế về chùa, lại nói là tự là chùa hay mặt trời. Hoặc là chúng ta học về bộ thổ nghiêng và bộ thổ xéo chúc, đó là để phân biệt các nét. Còn nếu mà nói nguồn gốc của chữ tự này, thì mấy thầy mấy cô có biết nguồn gốc của chữ tự này vì ở đâu xuất phát, từ ở đâu lúc nào không ạ? À? Dạ, có vị nào biết không ạ? À? Thì chúng ta biết khi mà Phật giáo truyền vào Trung Quốc, thì Ngài Ca Diếp Ma Đằng với Trúc Pháp Lan được vua Hán Minh Đế mời vào, nghĩa là mời, khi mà cho người đi thỉnh mời vào á, thì nhà vua mới thỉnh hai ngài ở chỗ ta gọi là Hồng Lô Tự. Hồng Lô Tự, nếu mà chúng ta dịch chữ tự là chùa Hồng Lô. Nhưng mà thật sự khi xưa chữ tự này á, là nơi ta gọi là cơ quan hành chánh cao cấp của Trung Quốc, chứ không phải là tự này là chùa. Rồi khi mà thỉnh hai ngài ở Hồng Lô Tự rồi á, rồi kỷ niệm là hai ngài chở kinh sách và thỉnh tượng Phật ở trên con ngựa trắng, cho nên nhà nước mới xây, nhà vua Hán mới đế mới xây ngôi chùa ta gọi là Bạch Mã Tự, rồi sau này chúng ta mới dịch là chùa Bạch Mã. Thì từ đó cái chữ tự mới bắt đầu có ở Trung Quốc là dành cho những ngôi chùa của Phật giáo. Nhưng mà cũng song song cả một thời gian xuyên suốt cũng dùng chữ tự là cơ quan hành chánh của, nghĩa là của triều đại phong kiến ở Trung Quốc. Chứ còn Ấn Độ thì chúng ta sẽ dùng chữ gì? Ở Ấn Độ thì chúng ta sẽ dùng, chúng ta biết là tinh xá. Rồi khi đi về Việt Nam, chữ tinh xá chuyển về Việt Nam, thì chúng ta thấy là người Việt Nam chúng ta sẽ sử dụng là chữ tịnh xá là nhiều hơn là tinh xá. Thì đó là hệ phái khắc sĩ sử dụng chữ tịnh xá. Rồi bên chùa thì chúng ta thấy là sử dụng chữ tự. Rồi nếu mà nói thuận thì chúng ta thấy như là chùa, à, chùa Thuận Phước, chùa Huê Nghiêm. Còn nếu chúng ta dùng theo cái âm tiếng Việt là ví dụ như là Huê Nghiêm Tự vân vân, là dùng chữ chùa, là chúng ta thấy gốc cũng từ bên Trung Quốc. Còn mà dùng chữ tịnh xá, tinh xá thì chúng ta thấy sẽ gốc ở từ Ấn Độ. Ở đây là chữ tiểu, tiểu nhỏ cũng học rồi. Sẽ đi mất từ như là thiểu nè, thiếu, tim,
Hòa thượng, ở đây thuộc về bộ tiểu. Ta nhớ chữ tiểu ha. Hồi nãy cũng có là chữ đường, cũng có chữ tiểu nằm ở trên. Thì đây là chữ tiểu nằm trên chữ thượng này. Nếu ra bài tập, như ta nói sẽ cố gắng chú ý, đừng có để hơi trùng lắm. Nhưng mà chắc chắn cũng sẽ trùng một hai từ. Thì chúng ta sẽ chú ý như chữ tiểu này là dễ biết rồi nè. Chữ tim thì nó kẹt có chữ đại ở dưới, tiểu ở trên, đại ở dưới. Rồi chữ thượng để đi với chữ đường hồi nãy. Nó cũng hơi kẹt một số từ. Rồi chúng ta đi qua từ khác. Ở đây là chữ u, là có nghĩa yếu đuối. Chữ này cũng ít xài đến riêng bộ, mà nó chỉ xài ở trong những chữ vu, chữ tụ. Và qua học kỳ sau chúng ta sẽ tiếp xúc với chữ vu, với chữ tụ này. Thì chúng ta biết nó thuộc về bộ u, yếu đuối. Ở đây là chữ thi, thi thể, xác chết, thi ma. Thì nó nằm trong chữ ni, chữ xích, chữ cư. Thì như vậy chữ tăng thì chúng ta đã học rồi. Rồi còn hôm nay tới chữ ni thì hơi bị hơi trễ một chút. Rồi chữ xích là thước, chữ cư là ở. Ở đây là chữ triệt, cái nghĩa là cái mầm non của cây cỏ. Thì đi chung với như chữ trung, số từ nằm một phần của nó như chữ nghịch và chữ tố, triệt mầm non. Thì chữ này cũng ít xài đến. Thì chữ sơn, ở đây là chữ xài sử dụng rất là nhiều. Sơn là núi. Thì chữ sơn như lần trước để nói có những từ mặc dù chúng ta không biết, ví dụ đọc như chữ từ này đi, rồi có phiên âm là phong, rồi nga, rồi mi. Là chúng ta biết Nga Mi là núi Nga Mi bên Trung Quốc, phong thì chắc cũng liên quan tới núi. Nhưng mà dù không biết nhưng những chữ này chúng ta rất là dễ đưa vào ở trong bộ. Nghĩa là cho ba từ này chúng ta nhìn ra liền và chúng ta thấy có bộ sơn ở bên cạnh. Chúng ta sẽ chọn đưa vào bộ sơn liền. Và chữ xuyên thì cũng học rồi. Xuyên là dòng nước, dòng sông, sông ngòi là chữ xuyên này. Thì có các từ như là châu và tuần hay sao. Để chúng ta qua chữ công mà cũng học rồi ha. Công là công thợ, công việc. Hai chữ là tả, xảo. Rồi chúng ta qua chữ kỷ. Kỷ là bản thân mình. Thì hai chữ dĩ và tỵ nó cũng thuộc ở trong bộ kỷ luôn. Thì một cái câu để chúng ta nhớ là gì? Tỵ trồi, rồi kỷ sục, dĩ linh đinh, là ba chữ này thuộc về bộ kỷ. Chúng ta qua chữ cân, có nghĩa là cái khăn. Ở trong những chữ như là thị, thì tài môn tiền, nó chúng ta đã qua biết chữ này là náo, náo nhiệt. Bố đế thường là thuộc về bộ cân này. Cái chữ này cũng dễ nhìn, chỉ có chữ thường là có chữ tiểu ở trên, chúng ta chú ý một chút. Thì chữ can cũng đã học rồi. Thiên can hay can dự đi trong các bộ các chữ như là bình, niên, hạnh. Còn mấy chữ nữa là hết ra ba nét, chúng ta học cho luôn rồi làm bài tập. Đây là chữ yêu, nó nhỏ nhắn đi chung với chữ huyễn, ấu. Chữ yêu này cũng có nghĩa là người em út, người ta cũng dùng chữ yêu này. Chúng ta qua chữ nghiễm, mái nhà. Chữ nghiễm này nếu mà giản thể thì chữ quản, còn đây đi chung ở đây là phồn thể. Thì chúng ta hãy đọc là chữ nghiễm, có nghĩa là mái nhà. Đi vào những từ như là trang, điếm, miếu, phủ, tọa. Cái này thông qua họ giải thích. Ở đây là bộ dẫn, chúng ta đã học ở trong cái chữ xước. Bộ mà chúng ta nói rằng chữ quốc thuận biên sau cùng, các chữ như đình, diên, kiến, thì bộ này chúng ta cũng dễ nhận ra nó thuộc về bộ dẫn. Và đây là chữ cũng, chắp tay. Thì có những cái chữ cũng ít sử dụng đến chữ cũng á, thì cũng không phải là không sử dụng, nhưng mà hán cổ thì chúng ta ít sử dụng đến. Cũng này là chắp tay. Đi biên chữ như tề, lộng.
Và chữ khai thì chúng ta thấy nằm một phần của chữ cũng là có gạch ngang ở trên. Rồi đây là chữ giật, nghĩa là bắn, chiếm lấy. Mấy cái chữ này thì cũng ít sử dụng đến. Thì chúng ta thấy sử dụng như chữ thức, thí ở chữ nhất với nhị ở đây. Vì sao nhất nhị nằm ở đây? Đây là cũng là cách biên khác của chữ nhất nhị ta. Người ta sử dụng chữ giật và đưa ba cái chữ này nằm đây để hơi tránh cái chữ nhất nhị tam kia viết quá dễ. Người ta đưa chữ này và sau này chúng ta sẽ tiếp xúc với một số từ nhất nhị tam và cách biên khác nữa. Ở đây là chữ cung, có nghĩa là cái cung. Ở đi các chữ như là hoàng, đệ, di. Hoàng pháp, đệ là em, di là di đà, bộ cung. Chúng ta qua vài một số từ nữa ha. Đây là chữ kề đầu con nhím, cái chung với chữ tuệ. Đây là âm tuệ, nhưng mà thật sự nó không phải là chữ tuệ mà chúng ta đang xài. Chữ tuệ chúng ta đang xài là phải có chữ tâm ở trên. Còn chữ tuệ này thì không phải là chữ tuệ đó. Chữ tuệ này như là ý nghĩa là chỗ quét thôi, chứ không phải chữ tuệ có nghĩa là trí tuệ. Bồ sam, lông dài, lông tóc dài. Có những trong các từ như là hình với ảnh. Đây là bồ sam. Và chúng ta qua bộ xích. Bộ này như là bộ chót rồi đó. Bộ xích còn được gọi là bộ chim chích đó. Đó là bộ chót. Thì bộ xích là bộ cuối của ba nét. Thì chúng ta đã tiếp xúc những chữ như là ngận, rất lắm. Và chữ này cũng dễ nhìn ra, đi chung với chữ bỉ, chữ vãng, chữ luật. Như vậy là chúng ta tạm xong nghĩa là 60 bộ của ba nét từ 1 cho tới 2, tới 3. Như vậy là kỳ sau nếu học thì chúng ta thấy nhẹ nhàng hơn. Như vậy nếu mà chia ra 2 buổi học khánh cổ thì chúng ta cũng thấy nhẹ nhàng chút. 4 tiết thì cũng hơi nặng nếu mà chỉ học 214 bộ. Như vậy chúng ta vừa xong là các từ thuộc về hai nét và ba nét. Lần trước thì chúng ta đã học một nét hay một nét rồi. Bây giờ tối hôm nay chúng ta đã học xong hai nét với ba nét. Thì cũng là lướt hơi nhanh. Để chúng ta còn 15 phút làm bài tập. Rồi sau đó thì lớp sinh giờ. Thì cũng với tinh thần là ngày Tết nhà giáo. Thì tôi xin chia sẻ bài tập ha, cho lớp chúng ta làm để có ý kiến gì chúng ta sẽ góp ý. Và trước khi làm bài tập thì cũng hỏi ý kiến của lớp về những bài tập trước như thế nào. Mấy thầy mấy cô như quý Phật tử làm bài tập là có ý kiến gì không? À, thấy không ai có ý kiến gì hết. Thì tôi thấy mic là không có bị khóa, nên chúng ta vẫn có thể mở mic được. Bài quá dài, học tiếng Hán nên rất khó. Thì cũng thông cảm ha. Quý thầy, quý cô thì thấy dễ. Phật tử thì đang lên tiếng rất là khó. Dạ mời thầy Minh Lộc ạ. Dạ mô Phật Ni Sư. Cái phần mà lục thư á, cho con xin ý kiến chút xíu. Dạ. Là con làm á, là đúng số hết. Nhưng mà nó chỉ cần là sai một cái dấu phẩy thôi, là trừ hết trơn luôn, hay là sai một cái khoảng cách thôi nó cũng trừ hết trơn luôn vậy đó. Dạ đúng rồi, thầy là thầy thấy là bài làm ít điểm nhất đó, đúng không? Dạ. Làm mấy lần mà điểm bằng ít, có nghĩa là sau một con số nghĩa là phải bạc phẩy mà. Dạ. Mấy thầy làm nhất chùm, mặc dầu thầy coi bài của thầy, thầy thấy làm không phải là sai. Dạ. Nếu mà như thầy nói là chấm trên giấy tờ thì có sót một hai từ cũng không sao. Lần trước đã nói rồi, nhưng bây giờ là dùng cái phần điện tử mà ta gọi là máy móc, cho nên yêu cầu sau dấu phẩy là chúng ta, nghĩa là sau dấu phẩy chúng ta phải tách ra một cái. Còn bây giờ con số là tự nhớ tên thầy là đúng rồi, nghĩa là thấy rồi. Là không sai, nhưng mà cứ phẩy thì dứt chùm, phẩy thì dứt chùm. Yeah. Là cho nên là cái phần mềm nó đánh sai hết. Yeah. Thì bây giờ là cố gắng làm đúng. Tại bây giờ nếu mà bài á, tệ đã có đáp án rồi, bài thi cũng vậy. Nếu mà tệ khóa cái phần đáp án á, là mấy thầy mấy cô sẽ không thấy điểm. Lúc đó đáp án thi xong, tệ sẽ ngồi lại làm đáp án rất là cực.
thì đáp án nếu mà thi thầy sẽ cho đáp án luôn, là sau đó nếu mấy thầy mấy cô thi xong là chúng ta biết điểm liền, mà nếu mà chúng ta làm không đúng á ví dụ như là phần từ vựng 20 điểm làm sai cái thấy 5 điểm 3 điểm rồi chờ tệ chấm bằng tay, cái điểm đầu tiên là cái điểm như là dự thảo đi, rồi chờ giảng viên chấm lại, lúc đó mình muốn tha tóc tỏm biết là sư cô chấm lại điểm nó cao không không biết nữa thì phải chờ, còn nếu không với thầy với cô làm cho chính xác là khi ra điểm là chúng ta hoan hỷ nhận số điểm đúng như vậy liền. Ví dụ bây giờ thầy sẽ cho là bài 214 bộ ha, với thầy với cô làm nhớ là con số rất là dễ, chúng ta cho con số cho đúng thứ lớp, nghe là đừng có một tới năm rồi chúng ta qua lại ba, mà chúng ta nhớ một rồi ba rồi năm, nhớ những con số chúng ta phẩy một cái là chúng ta sẽ biết điểm liền. Thì bây giờ cho là hai bài tập, một bài tập từ 1 cho tới 2 nét, một bài tập 3 nét, thì chúng ta có thể làm thử từ 1 tới 2 nét chúng ta coi điểm chúng ta xem được bao nhiêu. Nếu mà ai làm nhanh thì cứ làm luôn, tại phần này làm nhanh thì khoảng 10 phút là xong, còn chậm chậm là 15 phút. Thì tôi sẽ chia sẻ cái đường link bài tập hôm nay cho lớp làm liền. Nghĩa là tuy là chúng ta làm con ngại bài viết hoa chữ đầu còn phải biết hoa chữ đầu tiên nữa, là xin mời lớp làm bài tập, tại sẽ chia sẻ trong nhóm luôn. Thầy mấy cô bấm vào đường link để làm bài tập. À, chúng ta làm thử 10 từ đầu tiên theo con số. Tôi sẽ chia sẻ cho lớp luôn. Để gợi ý cách làm một hai từ đầu tiên. Ở đây khi mà chúng ta tôi tắt video chút để dễ nhìn. Khi mà mấy thầy mấy cô mà mở đúng thì chúng ta sẽ thấy bài tập 1, 2, 3, 4. Cái này là có mail nha. Thật sự nếu mấy thầy mấy cô không có mail cũng không sao. Tại tại làm theo dạng là không cần mail. Là chúng ta nạp mã số sinh viên vào. Họ tên. Pháp danh. Cho đúng. Rồi chúng ta có thể làm phần 1 trước. Là chúng ta gửi đi liền. Tại cái phần này tại không có bắt buộc là làm hết, nghĩa là bao nhiêu chúng ta gửi đi cũng được, ví dụ làm một câu chúng ta gửi đi cũng được. Ví dụ như bây giờ chúng ta cùng nhau làm chữ nhất đi. Chữ nhất thì chúng ta nhìn ở đây chữ nhất thì thuộc về bộ đầu tiên rồi đó. Nhưng mà ta nói không phải chữ đầu tiên hay là dễ, nó nhớ những cái chúng ta là thấy hơi khó. Thì bây giờ chữ đầu tiên xin mời lớp cho biết nó số mấy. Con số 3. Là số 3. Đấy, chúng ta nhớ 3, phải một cái tách ra. Rồi số mấy nữa? Số 7. Số 7. Số 7. Dạ số Phải 7. tách ra. Rồi tới số mấy nữa? Số 25. Rồi 25. Rồi, tại thấy 25 có nhiều vị chấm ở đây là chắc chắn là sẽ sai rồi đó. Nên là chúng ta đánh như thế này. 3, phải một cái 7, phải cái 25 thì chắc chắn sẽ đúng. Rồi chúng ta làm bộ nét phẩy. Thì chúng ta thấy nét phẩy là chữ nào? Hay là nét phẩy là cái nét đầu tiên, là thầy nói là dễ nhất chứ không phải là khó. Nhưng mà chúng ta nhiều khi chúng ta nhìn nét phẩy nó lẫn ở trong những cái nét kia thì thật sự nhiều khi chúng ta lại thấy hơi khó khó một chút là như vậy. Giờ nét phẩy là chữ số mấy? 5 ạ. Số 5. 5. Phẩy cái tách ra. Số mấy nữa? Số 17 à Số 10. Mấy 10. 17. 17 đâu? Phẩy gì đâu? 10, 12. Phẩy á. 10 ạ. 10 ạ.
10. Số 12. 10 này là nó có cái chân nè, 10 này nó có cái chân ở dưới. Như vậy nó phẩy này cũng hơi khó đối với thầy con ha. Phẩy là chính là chị Chi, hồi nãy vừa chia sẻ là số 8. Và chữ nào nữa? 13. 13. 13 ở đây không có chữ phẩy mà nó nằm ở dưới cái bộ bát nằm dưới nè. 29 hả cô? À 29, đúng rồi. Có nghĩa là 29. Rồi chúng ta thay làm thêm một từ nữa. Giờ bộ đầu là hơi dễ đó. Số bộ đầu chúng ta xem là số 4 liền. Bộ đầu là 4. Số 6. Rồi tiếp theo. Số 6. À, số 6 liền. Nghĩa là khi làm bài thi mấy thầy mấy cô đừng có đưa lên đưa xuống như thế này. Chúng ta có thể là nhìn ở đây nè. Nhất phẩy đầu. Chúng ta nhìn ở đây trước. Rồi chúng ta lấy cái tờ giấy. Chúng ta ghi bộ nhất là gì. Giờ bộ nhất chúng ta thấy đánh là nhất là 3 đi. Rồi 7. Rồi 25 chúng ta làm. Rồi phải mua đi lên đi xuống này mấy thầy cũng chóng mặt. Chúng ta làm giấy. Rồi khi mà nhìn hết đúng rồi chúng ta mới xuống này chúng ta ghi vào. Rồi như vậy bộ đầu là 4. Phải tách ra. Rồi gì nữa? 6. 13. Tách ra. Rồi số nào nữa? 13. 13. 13 là bộ bát rồi. Dạ 13 là bộ bát. À đúng rồi. 13 là bộ bát. 28. 28. 28. 28. Nhớ nghe chúng ta nhìn cho kỹ có cái tách ra không chứ đừng có để dít vô đây là chúng ta sai liền. Ở đây cũng là do mấy thầy mấy cô vi tính. Người vi tính khá ta nhìn là ta biết rồi có tách hay không. Còn người vi tính mà không rành á, dít như thế này chúng ta cũng không phân biệt được. Chúng ta tưởng đúng nhưng thật sự chúng ta phải tách ra một cái. Rồi mấy thầy mấy cô thấy bây giờ làm xong một hai từ không biết chúng ta gửi. Thì gửi á, thì mã số sinh viên bắt buộc là chúng ta phải đánh rồi. Rồi họ tên. Mấy thầy mấy cô đánh ra sao cho nó đẹp một chút. Rồi pháp danh. Thích nữ hay thích gì đó. Rồi bây giờ chúng ta gửi chúng ta xem chúng ta có bao nhiêu điểm liền. Đây xem điểm số. Đây 3/20. Mấy thầy mấy cô thấy không ạ? Mô Phật bây giờ xin mời lớp làm thử ba chữ ba câu đầu tiên nó làm rồi thì bây giờ lớp sẽ làm tiếp tục câu còn lại để xem vị nào một phần cũng được chỉ cần một phần 10 điểm chúng ta làm sao gửi liền để tôi biết rằng mấy thầy mấy cô sẽ làm được có vị 19 điểm nè không nhanh vậy tôi coi liền phải 19 điểm không. Nói đó mà có 15 người nộp bài liền á chứ đâu có ít phải ít đâu. À tề xin coi liền. À cũng nói như vậy làm thử thôi. Thành ra mới 2-3 điểm à. Chứ chưa phải là 19 điểm ha. Tưởng 19 điểm chứ. Như vậy là chúng ta mới làm thử thôi. Giờ chúng ta thử làm hết một phần 10 câu thử có được 10 điểm không? Nếu chúng ta làm sao đạt kỹ thuật là chúng ta sẽ đúng kỹ thuật là chúng ta sẽ đạt điểm thôi. Mời lớp làm khoảng 10 phút đi. Làm khoảng 10 câu và thầy đã làm 7-3 câu rồi giờ chúng ta làm tiếp 7 câu, 10 phút chắc chắn dư sức. Là mà chúng ta gửi lên được 10 điểm là tốt rồi, 10 điểm trên 20. Còn vì làm hết 20 câu là càng tốt nữa. Bữa đó làm cho 3 câu rồi mà sao có nhiều vị vị cũng là làm 1-2 điểm, 0 điểm ha. Tịnh Mẫn là giỏi rồi đó. Sư cô thấy có bài Tịnh Mẫn làm tới 20 điểm rồi còn giơ tay chi nữa.
Hả? Tỉnh mở. Con đưa sư, sư gửi đường đi lại giùm con được không ạ? Chia Phật cung bạch ni sư, mình có khi chữ nào không cung bạch ni sư? Like sư cô vừa gửi rồi không nhận được hả? Dạ vâng, con chưa nhận được cung bạch sư ạ. Rồi đó, like đó. Like ở trong phần chat đó, hoặc là trong nhóm thắng cổ. Chia Phật ạ. Bằng là mấy? Bằng là 20, 18, 20. Đào. Mười bảy, mười chín. Hai, ba, hai, bốn, sáu. Hai. Trong đây có Nguyễn Thị Bích Phượng nè, làm 10 câu à, đúng hết 10 câu rồi. Nghe làm thử phần đầu tiên là thấy đúng hết rồi đó. À, bạn Định không biết có làm hết không mà được 16 điểm. Bạn Định làm hết chưa hay là mới làm 16 câu? Bạn Định bạn định làm sai câu 18, 20, 30 và do dấu phẩy không đúng. Sáu, chín, mười là sai đáp án. 3, 13, 15 là cũng sai. 15, 23, 29. Rồi, Vạn Ngọc cũng làm tới 4 con số trong một đáp án thì nó sai rồi. Rồi thầy Nhuận Hải thì làm đúng 20 rồi. Như vậy là tôi xin phép chia sẻ bài của thầy Nhuận Hải cho lớp được thấy. Dạ mấy thầy mấy cô có thấy tôi chia sẻ cái này chưa?
Bây giờ chúng ta tạm ngưng chút để chúng ta coi cách làm. Thầy Nhuận Hải. Thầy Nhuận Hải đọc bài số 31. Thầy Nhuận Hải đã làm đúng hoàn toàn 20 điểm. Thì chúng ta thấy khi đúng nhìn thấy rất đẹp như thế này. Là khi thầy chấm bài cũng vậy, nhìn thấy à những con số mà những cách làm mà xanh xanh như thế này là biết ngay là đúng hoàn toàn. Thì chúng ta nhìn thấy cách làm của thầy sao? Có nghĩa là làm đúng con số, rồi lại là cái phẩy cũng đúng nữa. Ví dụ như bài tiếp theo thầy Nhuận Hải là bài của Hoa Minh. Bài của Hoa Minh. Đúng rồi. Xin mở bài của Hoa Minh đây. Hoa Minh có trong lớp không? Hoa Minh có nhìn dạ thấy không? Dạ con có ạ. Bài đầu tiên thấy dấu phẩy đằng sau không? À. Nhìn thấy không? Đáp án thì đúng là dưới sơ cô 3725 trên con 3725 có dấu phẩy hình sai. Rồi đáp án ở dưới 5829 mà cho thêm số 10 vô, 4 sao cái là sai. Nhớ là chỉ 3 thôi. 4628 là sai, vô số 13 nữa là sai. Rồi. Câu này là chưa làm. Câu này thì cũng là cái đánh số 15 thôi. 14 thôi, hình ra nó sai. Đó, như vậy là chúng ta thấy là chúng ta làm vài câu, nhưng mà câu nào cho đúng câu nấy là chúng ta nộp lên là chúng ta có điểm. Vài câu cũng được, nhưng mà cho đúng, đừng có để mà sai. Tiếp theo là của Pháp Hạnh, không biết thầy hay cô. Ba điểm. Con gặp Phật tử ạ. À đây, Pháp Hạnh, câu đầu tiên là đúng nè. Câu số 2 hồi nãy đã làm rồi, nhưng mà sao vẫn là ghi là 5-19-54. Câu số 2 là 5-8-59 chứ. Dạ. Rồi câu số 3 hồi nãy cũng làm rồi là mấy? 4-6-28. Dạ. Rồi câu số 4, 1-9-16, thiếu số 1, thành ra không được điểm. Dạ. Còn cái chữ này, nhân này thì đúng, 10-12-15 thì được đúng. Rồi những câu khác chưa làm. Dạ, con tạ ơn sư cô ạ. Dạ. Rồi vị khác nữa, 4 điểm là tình cảnh. Câu 1 đúng, câu 2 đúng, câu 3, 4, 6, 5, 8. Mà thêm 13 nữa hình sai. Câu 4, 1, 9, 16, làm đúng rồi mà có dấu phẩy. Ở lớp chúng ta nhìn thấy về sao sai chưa? Là do chúng ta đánh thêm dấu phẩy này thì đáp án nó không có chịu. Này 1, 9, 16 là đúng rồi, nhưng mà thêm số phẩy thì nó sai. À, chữ này nhân này đúng nè. Chữ này vì đánh có một chữ hình sai. Còn đây 15, 17, 19 là do chúng ta chọn số sai. 17, 19, 21 mà chúng ta chọn 15. Đúng hai cái, sai một cái. Còn cái này chọn tới 5 từ. Mà vốn chỉ có 23, 24, 26. 23, 24, 26 mà chọn 17, 19. 17, 19. Vì sao chọn 17, 19? Về coi lại. Vì sao mấy thầy mấy cô chọn 17, 19 hơi lạ. Bồ đao mà chọn. Bồ đao mà thầy mà chọn mấy? 17, 19. 17, 19, 21. 17. 19, 21. 17, 19, 21. Đúng rồi. 17, 19, 21. Sau này là 23, 24, 26 là sao đây? Tính của này nó bị sao mà không làm được. Này bộ này là đúng. Đọc qua cái phần 2 chưa cần phải làm.
Rồi như vậy là chúng ta tạm coi lại bài một số vị. Thì bây giờ là 8 giờ 20 rồi. Theo tinh thần là dành cho lớp 15 phút. Thì trong cái bài tập này á, không biết là lớp có ý kiến gì không? Là do mấy thầy mấy cô là sai, con dấu phẩy hay sai. Thì chúng ta thấy lần sau làm bài tập, chúng ta chịu khó cố gắng chú ý từ cái con số dấu phẩy thì chúng ta sẽ đúng. Còn nếu mà chúng ta không chú ý, chúng ta cứ là làm ly làm địa. Tại vì vô thi không phải là rất là nhiều từ như thế này, mà mỗi phần ví dụ như là một hai cái table, rồi từ vựng. Còn cái bài thi là chúng ta thấy chúng ta sẽ có 50 từ, nhưng mà trong đó sẽ rút rỉa ra 10 từ hoặc 20 từ để chúng ta làm. Và khi làm chúng ta chịu khó làm cho cẩn thận, đừng có để làm nhanh quá rồi chúng ta lại sai sót. Thì bài tối hôm nay cho lớp làm thử thì đã nhận được bài, số bài nộp là 78 bài. Như vậy cũng rất là hoan hỷ. Bài cho thầy, có thầy Minh Luận cũng được là 20. Rồi Thiên Trang, Đồng Lực cũng được điểm cao. Phương Liên cũng 20. Thanh Hòa 18. Học An Diệu 16. Như vậy những con số điểm cao như thế này, Hoa Tâm 18. Những con điểm con số cao như này là số sai không có nhiều. An Viên vừa mới gửi lên là 20. Thôi chúng ta có thể tạm ngừng là được rồi, để có ý kiến về cái bài tập này. 12 trên 20 có vị nhắn tin là đổ rồi thì đúng rồi. 12 trên 20 là chắc chắn là sẽ trên trung bình rồi. Có vị nhân tinh, bộ nhân, bộ bác, bộ đao, bộ lực dễ nhầm. Chắc chắn mấy bộ này là sẽ hơi khó rồi. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy cái chân bộ nhân này với bộ bác thì chúng ta thấy có dễ nhìn không? Bộ nhân có hai cái chân với bộ bác thì hai cái cách nó biên hơi khác nhau. Và bộ đao với bộ lực thì bộ đao thì cái đầu nó hơi thấp một chút, cái lực thì cái đầu nhô lên. Thành những cái từ thật sự là hơi giống giống nhau thật. Nhưng mà đã cho lớp một cái file nhỏ để chúng ta phân biệt mấy cái từ khác nhau. Thì chúng ta phải cố gắng thôi. Không biết lớp có câu hỏi gì về bài thi này nữa không? Không biết là thầy lớp trưởng lớp phó vào trong lớp đầy đủ chưa? À, thì là Phật bạch sư, chúng con vào rồi ạ. Xin đi sư cho đúng lúc 8 rưỡi chúng con xin bắt đầu ạ. À, 8 rưỡi hả thầy? Vậy vậy vừa đúng giờ. Như vậy là lớp chúng ta cũng thể có những câu hỏi nào chúng ta có thể đi ý kiến lên. Thứ nhất, vừa qua mấy thầy mấy cô như quý Phật tử nói rằng sai một chút là sai hết, thì đúng như vậy. Thì như tuệ bữa của thầy có nói hứa là sẽ chấm bằng tay lại. Nhưng mà bằng tay thì mấy thầy mấy cô thấy là sẽ cực cho giảng viên. Ví dụ như là cũng đáp án là đúng rồi đó, 7, 8, 12 là đúng rồi. Nhưng chúng ta lại phải thêm một con số phía sau nữa. Đây là đáp án chúng ta hành sai đi. Thầy chỉ bằng bây giờ chúng ta chú ý làm đúng theo yêu cầu của giảng viên. Quý vị, ví dụ cần phát biểu chúng ta mở mic ha. Mỗi nhiều khi đang mở mic trong nhà, đang nói chuyện thì sẽ ảnh hưởng. Có nghĩa là chúng ta cố gắng làm cho đúng yêu cầu của giảng viên với những con số không có khó. Chúng ta nhìn rồi chúng ta làm, rồi chúng ta nhớ là dấu phẩy. Chỉ trừ khi nào ví dụ như yêu cầu 3 con số, chúng ta đánh 4 con số là sai hoàn toàn. Nhớ là mỗi bộ chỉ có 3 từ. Mỗi bộ là 3 từ, chúng ta đánh 4 từ là chúng ta sai. Thế vậy chúng ta phải có tờ giấy, chúng ta gạch cho hết 30 từ đó. Ví dụ số 1, số 5, số 7, rồi số 2, số 8, chúng ta làm cho hết đủ 30 từ. Rồi chúng ta mới chiết chung ở cái từ này chúng ta bữa nãy chọn chưa đạt. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn lại. Vì hơi nghi ngờ cái từ này nó không đúng lắm. Rồi chúng ta sẽ chọn lại. Rồi chúng ta phải có tờ giấy nháp.
Cho nên kỳ này đề thi thì thầy nói rằng phải 90 phút. Vì tuy là chúng ta thuộc bài, nhưng chúng ta sẽ ngồi so sánh đối chiếu một chút thì hơi tốn thời gian một chút. À, Kim Lệ có ý kiến gì không? Mời Kim Lệ. Dạ, biên tập công viên sư. Cho con hỏi là ví dụ như trong một từ đó là có nhiều bộ thì để mình đánh trùng số cũng được không? À, sẽ không có trùng số. Ví dụ như là sư cô đã cho số 1, 2, 3 cho từ này rồi thì sẽ không lặp lại số 2 đi qua cái bộ khác. À, nhớ 1, 2, 3 mình đã lấy là bỏ số 1, 2, 3 đi. Rồi chúng ta 4, 5, 6 chúng ta sẽ chọn cho bộ khác. Nếu chúng ta chọn 1, 2, 3 là cho bộ nhân, rồi lại lấy số 2 chọn cho bộ nước thủy hay bộ gì nữa là sai. Là nhớ là bộ nào sẽ có chỉ có 3 từ. Để chọn từ bộ này rồi thì từ đó chúng ta sẽ bỏ. Rồi khi chúng ta chọn mà chúng ta phát hiện một từ này đi, ví dụ bộ nhân, từ này thấy nó giống bộ nhân hơn, chúng ta xem lại ba cái từ bộ nhân chúng ta chọn có đúng không. Nếu mà thấy rằng có từ một hơi là lạ thì chúng ta phải đẩy đi một từ, rồi chúng ta mới đưa cái từ mà chúng ta chọn sau cùng, nhưng mà hơi có ý nghĩa là chữ nhân chúng ta đưa vào. Như lần trước chữ khẩu, chữ khẩu có bị chọn là bộ hà, nhưng mà sau khi chọn xong rồi chúng ta thấy rằng chữ hà này nó nằm trong bộ thủy. Bộ thủy tại sao có hai từ à? Là chúng ta đi kiếm nằm ở chữ đâu là chữ hà, thì chúng ta phải tách cái chữ hà đó đưa qua bộ thủy liền để lấy lại chữ khẩu đưa qua bộ bộ khẩu, ý là như vậy. Cái trường hợp ví dụ như số 4 thì câu 1 ở số 4 của chữ giao cô. Dạ, thì nó có hai bộ thì ví dụ giống như là nếu vậy thì ví dụ trong trường hợp này con thấy là có ba bộ thì có thể mình đánh cái đáp án nó có thể nó khác nhau được không cô? Tại vì Đáp án trong đây thì tuyệt đối đây đó, nó sẽ không khác. Ví dụ như chữ giao là bộ đầu. Ví dụ chúng ta nhìn á, có thể giống như là bộ bát ở dưới, nhưng mà chữ bát nó sẽ nằm ở trong cái bộ khác. Và nếu mà chúng ta chọn bộ giao mà chúng ta mất đi bộ đầu của nó đi, thì chúng ta phải quay lại, ủa bộ đầu sao còn cái hai chữ à, mà mình lỡ lấy bộ giao vào trong cái bộ khác, rồi bây giờ chúng ta quay lại chúng ta lấy liền. Thưa cô sẽ cố gắng chọn từ không có bị trùng nhiều lắm, nhưng mà sẽ chắc chắn là sẽ có. Thì chúng ta phải cố gắng tinh tường trong những cái này. Khi mà chúng ta đánh dấu xong rồi thì chúng ta xem thế nào cũng thiếu từ. Ví dụ như bây giờ một cái bộ bát đi, chúng ta chọn sao còn có hai từ, hoặc chữ đầu còn có hai từ là chúng ta biết chúng ta đã chọn lộn vô một cái bộ nào đó rồi đó. Thì chúng ta xem cái từ nào bị hơi trùng để chúng ta đưa qua liền. Là cách làm nó là cách làm bài này. À, quan hệ là chúng ta về làm cho có thời gian. Tại vì theo nhiều vị phản ánh là không có thời gian. Thì tôi cũng thông cảm về lớp đào tạo từ xa này thật sự. Tôi nói tôi rất là hoan hỷ và rất là nhiệt tình ở trong vấn đề. Ví dụ như chúng ta nói rằng khi một khoa đào tạo được thành lập thì cũng có nhiều ý kiến, mà ý kiến của tôi ở trong ý kiến là nên thành lập, vì chúng biết rằng các thầy các cô trụ một ngôi chùa hoặc là làm Phật sự ở ban đại diện quận huyện tỉnh, rồi quý Phật tử cũng rất là bận rộn, thì chúng ta phải có rất là nhiều việc cần phải làm và để nuôi sống gia đình. Nhưng mà bây giờ đã theo đuổi cái môn học gọi là cái khoa đào tạo từ xa và có rất là nhiều môn, rồi chúng ta phải đầu tư thời gian những cái môn về cổ ngữ Hán cổ đi, thầy cho bài tập thì nhiều, nhưng mà thật sự những bài tập đó chính là cái dạng tôi nói ôn thi những lần trước. Những lần trước thì cho ôn thi là bằng cách đưa file Word rồi chúng ta phải in ra rồi cũng phải học, và bây giờ chúng ta lên mạng rồi chúng ta làm bài tập, thì những cái bài kiểm tra thì chúng ta sẽ được gọi là thêm điểm, còn những bài tập chúng ta làm để chúng ta thấy rằng mình làm được điểm đúng để chúng ta hoan hỷ. Ví dụ hôm nay đưa bài tập cũng thật sự là tôi cũng phải soạn bài rồi đưa cho lớp làm để chúng ta có khái niệm là chúng ta làm được hoàn toàn 10 điểm. Thì chúng ta làm được câu nào đúng câu đó là chúng ta biết chắc chắn là sẽ được. Thì như vậy chúng ta phải có thời gian chúng ta làm mới được. Còn nếu mà chúng ta nói rằng không có thời gian thì rõ ràng học cũng có thời gian và làm bài cũng không có thời gian, thì chúng ta sẽ không có kinh nghiệm để làm bài. Và vừa qua nhiều thầy nhiều cô làm bài mà chúng ta thấy được 20 điểm, 18 điểm là chúng ta thấy chúng ta chỉ sai có một chút xíu thôi. Rồi chúng ta xem lại sai ở chỗ nào.
Những bài tập khi mà nộp xong chúng ta đều xem được đáp án và điểm. Là chúng ta biết sai chỗ nào thì chúng ta sẽ xem lại. Thì mong rằng mấy thầy mấy cô chịu khó đầu tư thời gian chúng ta làm bài. Để sai chỗ nào thì chúng ta chỉnh sửa. Thậm chí là khi mà làm bài nhiều lần tự nhiên chúng ta thuộc lòng người nào không hay. Để hết sai là có câu đáp án nằm ở dưới. Rồi chúng ta thoát ra làm lại, thoát ra làm lại. Cho nên tôi thấy cái bài từ vựng làm tới 400 lần là do rất là nhiều vị hoan hỷ làm tới làm lui. Và khi làm tới làm lui rồi sau này vào thi chúng ta thấy bỡ ngỡ, không khỏi, nghĩa là không có phải là bỡ ngỡ nữa. Còn bây giờ lớp chúng ta thấy là bây giờ trong lớp 199, phần đông 200 mà thi là 300. Như vậy là khoảng 100 vị ít vào lớp. Mà không vào lớp thì bài tập để đưa thì cũng không biết để làm. Thậm chí là biết linh bài tập đó rồi cũng không rảnh mà làm. Thì như vậy chắc chắn điểm chúng ta sẽ không đạt được. Thì mong rằng lớp chúng ta cố gắng và nhín chút thời gian. Buổi tối hay là giờ nào được thì chúng ta làm những bài tập đó để cho đạt yêu cầu của giảng viên và giờ mô Phật. Thì bây giờ cũng là đúng 8 giờ rưỡi. Thì cũng là nhường lại lời cho lớp và giả mô Phật. A Di Đà Phật, kính bạch ni sư từ bi hoan hỷ, cho phép chúng con được tổ chức thời khắc tri ân đến ni sư nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 ạ. Trước khi chính thức bắt đầu thì con xin kính báo tới toàn thể học viên đang có mặt trên Zoom, chúng ta hoan hỷ chỉnh đốn trang phục, tâm thế trang nghiêm và hướng về màn ảnh của ni sư để buổi lễ diễn ra được thầm phần viên mãn ạ. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch ni sư Thích Nữ Tuệ Liên, giáo thọ bộ môn Hán Cổ, hàng tăng ni Phật tử khoa Phật học từ xa khóa 7, chúng con có duyên sự đầu thành đỉnh lễ, con xin dâng lời tác bạch. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư, hòa chung với không khí nhộn nhịp tươi vui đón chào ngày lễ trọng đại ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, ngày vui của hàng triệu nhà giáo trên khắp đất nước Việt Nam, và cũng là ngày để chúng con bày tỏ lòng tri ân đến các bậc ân sư. Con cảm thấy vô cùng xúc động và vinh dự được thay mặt cho toàn thể tăng ni Phật tử khoa Nhà mô Phật, thầy bị tắt mic rồi ạ. Con nghĩ chắc thầy bị ao rồi. Chắc thầy bị ao rồi mất. Thầy quên mạng rồi. Dạ, không thấy con thầy ở đây. Thầy vô lại rồi. Vậy xin đi sư trợ tiếp ạ. Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch ni sư, hòa chung với không khí nhộn nhịp tươi vui đón chào ngày lễ trọng đại ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, ngày vui của hàng triệu nhà giáo trên khắp đất nước Việt Nam, và cũng là ngày để chúng con bày tỏ lòng tri ân đến các bậc ân sư. Con cảm thấy vô cùng xúc động và vinh dự được thay mặt cho toàn thể tăng ni Phật tử khoa Phật học từ xa khóa 7, Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh để kính dâng lên lời tri ân. Vững tay thầy lái con đò, đưa bao thế hệ học trò sang sông. Kính bạch ni sư, không biết nhân duyên từ kiếp nào mà đến đời này chúng con được gặp Phật Pháp, được theo học mái trường Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh giàu truyền thống đào tạo, và rồi được làm học trò của ni sư, người thầy giáo thọ đã gắn bó với nơi này từ thuở sơ khai. Đây là năm đầu tiên chúng con được học bộ môn Hán Cổ. Một cảm giác bối rối, lo sợ, chảy dài trong suy nghĩ. Thậm chí có những người bị thoái chí, lản lòng. Và rồi sau những buổi học của ni sư, chúng con như được vỡ òa. Càng học thì chúng con lại càng cảm thấy hứng thú, cảm giác như được trở về với nền văn hóa cội nguồn của tổ tiên, có thêm cơ hội được tiếp xúc với những bản kinh chữ Hán và những áng thơ nôm.
Những sự khắc khoải và lo âu tan biến từ bao giờ, thay vào đó là sự hồ hởi và háo hức đã lấn át đi tất cả. Con còn nhớ có những lần học trò vô tình gây mất trật tự trong giờ học, làm ảnh hưởng đến lớp. Nhưng rồi ni sư cũng chỉ khẽ nở nụ cười từ bi và nhẹ nhàng nhắc nhở. Mặc dù trong lớp có đủ các độ tuổi và căn cơ mỗi người mỗi khác, nhưng ni sư cũng khéo điều hòa được tâm lý của tất cả, ân cần giải đáp những thắc mắc mà không một chút thở than. Rồi cũng lại có những lần ni sư say sưa giảng bài mà quên cả thời gian được nghỉ. Chỉ đơn giản là thế, nhưng mọi người đều cảm nhận được nghĩa thầy trò thắm tình đạo vị. Ni sư đã từng dạy chúng con rằng chữ đạo không đơn thuần chỉ là con đường, mà đạo còn là đạo đức, là lẽ sống ở đời. Chúng con biết rằng thời gian trôi đi chẳng đợi một ai, duyên thầy trò hợp rồi sẽ đến lúc tan. Thế nhưng những nền tảng hán cổ mà ni sư truyền trao sẽ là hành trang theo chúng con đến suốt cả cuộc đời. Con quỳ xuống với lòng thành chính niệm, lại ân thầy một thủa khai tâm. Ngày tri ân các nhà giáo năm nay thật đặc biệt, khi cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang chìm trong không khí ảm đạm của đại dịch COVID-19. Nhưng không vì thế mà mất đi ý nghĩa thiêng liêng của ngày 20 tháng 11. Hôm nay, trong buổi tối ấm áp tình thầy trò này, chúng con xin được hướng về ni sư phụ trách bộ môn hán cổ, người lái đò thầm lặng đã chuyên chở bao thế hệ tăng ni, Phật tử trưởng thành khôn lớn. Chúng con xin kết những đóa hoa lòng tinh khôi nhất dâng lên ni sư để thể hiện sự tôn kính từ nơi trái tim, để nhịp đập của trái tim là sự hiện hữu của tình thương, là lòng biết ơn sâu sắc nhất của chúng con. Và vẫn biết rằng một buổi lễ tri ân ngắn ngủi không thể đo hết được những tháng năm dài ni sư miệt mài bên từng trang giáo án. Và vẫn biết rằng dù có nói trăm vạn lời tri ân cũng không thể cân xứng được với những giờ giảng bài say sưa, không thể kể hết được những tháng ngày ni sư đã lặng lẽ đi về dù nắng hay mưa, mặc cho thế sự đua chen, lợi danh chìm đắm, tri thức một đời thầy dạy dỗ, ân tình thầy muôn thuở con khắc ghi. Chúng con xin nguyện sẽ cố gắng trau tâm luyện trí để trở thành một thành viên có ích cho đạo pháp và không phụ lòng tin yêu mà quý thầy đã dành cho chúng con. Một lần nữa, con xin thay mặt cho toàn thể tăng ni Phật tử khoa Phật học từ xa, khóa 7 Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, kính gửi lời tri ân đến ni sư. Chúng con thành kính chúc ni sư pháp thể kinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành, mãi là bóng cây đại thụ, con thuyền thanh hương để cho chúng con nương tựa trên bước đường tu thân giải thoát. Con xin chân thành cảm ơn. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Phật. Đúng là như lời phát biểu của thầy Tâm Minh, lớp phó của môn Hán cổ. Thì đây là một buổi lễ thật sự vô cùng đặc biệt vì được tổ chức trên Zoom. Nếu như những khóa trước thì sẽ được tổ chức tại lớp, hoặc là nếu mà ngày đúng ngày nhà giáo không phải là cái môn của tuệ thì quý thầy quý cô trong lớp cũng như quý Phật tử cũng sẽ đại diện đến chùa để thăm và cũng có những cái lời tác bạch, những cái lời tri ân để bày tỏ sự gọi là tôn sư trọng đạo của cái thầy quý cô cũng như là quý Phật tử. Năm nay thật sự là đặc biệt, nhưng mà lớp cũng đã cử đại diện đến chùa và đáng tiếc là hiện giờ tôi đang ở Vĩnh Hưng, không phải ở Thuận Phước, cho nên là đại diện của đoàn của lớp đến thì không gặp, nhưng mà có sư cô Nghiêm cũng đón tiếp đoàn đại diện của lớp. Và tối hôm nay thật sự là rất là cảm động khi nghe bài phát biểu của thầy Tâm Minh đại diện cho lớp. Và những khóa trước
Thật sự cũng rất là cảm động khi nghe những lời phát biểu của vị đại diện lớp. Nhưng năm nay thật sự là cảm động hơn vì chúng ta được văn tập ở trên Zoom. Mặc dù cái mạng này tôi nói nó ảo, nhưng mà thật sự lại không có ảo. Vì rõ ràng mỗi thành viên trong đây, nếu mà chúng ta mở camera và chúng ta mở mic thì chúng ta có thể thấy được hình ống, cũng nghe được tiếng nói. Như vậy ảo cũng không phải là ảo theo tinh thần bát nhã. Thật sự là chúng ta cũng có thể thể nghiệm được ở trên cái lớp Zoom này. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Nó thấy rõ ràng là không, nhưng mà thật sự lại có. Và trong buổi tối hôm nay, với số lượng hơn 200 học viên văn tập vào trong Zoom, thì phải nói rằng số lượng này nhiều hơn là những số lượng của những khóa trước. Vì chúng ta đã biết đào tạo từ xa, thì chúng ta có thể đến lớp, có thể là không đến lớp. Cho nên khi mà chúng ta biết được cách thức học rồi, thì số lượng học viên đến lớp càng ngày càng giảm. Có thể là đăng ký 300 hay là 500, nhưng mà đến lớp có thể là 50, 100. Số còn ở lại thì chúng ta có thể là học lại bằng cách nghe lại băng đĩa của các vị giáo thọ sư. Và năm nay mặc dù nói là cơn đại dịch, nhưng mà có những cái cũng rất là đặc biệt. Đó là giảng viên khi mà lên lớp trên Zoom thì được ghi âm, ghi hình. Còn khi xưa chúng ta chỉ ghi âm mà không có hình. Còn bây giờ chúng ta được ghi âm, cho nên là bài vở cũng là dễ học hơn, nhất là môn Khán cổ. Và tối hôm nay thật là cảm xúc và cảm động, đó là nghe suốt một bài phát biểu, bài tắc bạch của thầy Tâm Minh đại diện cho lớp. Khi xưa vì lời cũng phát ra từ trung tâm, cho nên mấy thầy mấy cô cũng là lên nói phát biểu cũng rất là tự nhiên, và lời văn cũng rất là mộc mạc và chân thành. Tối hôm nay cũng là mộc mạc chân thành, nhưng mà được gò từ lời câu nói, từ con chữ, cho nên là thể hiện được, để cảm nhận được, thể hiện từ trong những cái kỷ niệm. Dù là chúng ta chỉ mới học chỉ là 5-6 tuần, nhưng mà trong lời phát biểu của thầy Tâm Minh cũng đã gói gọn hết tất cả những tâm tình, những cái cảm tưởng của lớp, làm cho tệ nghe phải nói thật sự rất là xúc động. Và đây có thể là bài phát biểu và cảm động nhất khi mà tệ nghe các vị tăng ni sinh hoặc là học viên phát biểu. Cũng rất là chân thành cảm ơn quý thầy, quý cô cũng như là quý vị học viên. Mặc dù là tệ biết rằng trong gần 20 năm từ khi tốt nghiệp trở về nước, được trên hội đồng điều hành cho phép được đứng lớp chia sẻ những kinh nghiệm giảng dạy, thì được nghe cũng rất là nhiều bài phát bạch và cảm tưởng. Nhưng chắc có lẽ hôm nay thật sự là cảm xúc khi nghe được trong không khí Zoom như thế này. Thì một lần nữa xin tri ân cả lớp đã có những tình cảm, những tâm tư, những nguyện vọng, những xúc động và gói gọn trong cái bài phát biểu tối hôm nay. Thì xin chúc cho toàn thể quý thầy, quý cô và quý vị học viên và chúng ta thân khỏe, tâm an, hoàn hành tốt sứ mạng tu học của mình, nghĩa là đi xuyên suốt con đường đạo nghiệp và sự tu học của mình. Nghĩa là trong 4 năm chúng ta có thể là vướng lại 1-2 môn, nhưng mà nếu chúng ta có chí, chúng ta có thể đi xuyên suốt con đường tu học của mình. Đường tu hay là không nói đường học, nghĩa là con đường học vấn ở trên, ở trong học viện. Xin chúc cho lớp chúng ta sẽ hoàn thành cái học nghiệp của mình để 4 năm. Và như tệ nói đầu tiên là khóa 1, tệ cũng có một số Phật tử, đệ tử theo học cái lớp này. Tệ cũng khuyến khích 4 năm không được thì chúng ta 5 năm, 6 năm, thậm chí 8 năm cũng được. Vì thời gian 8 năm cơm thiền sử pháp, chúng ta cũng có thể gọi là nhuần nhuyễn ở trong Phật pháp và những cái môn học mà chúng ta thấy hội đồng điều hành học viện đã sắp xếp cho chúng ta học. Thì mong rằng tất cả chúng ta đều thành tựu trên con đường học nghiệp của mình.
Một lần nữa xin kính tri ân lời phát biểu của thầy Tâm Minh đã đại diện cho lớp. Xin cảm ơn hết tất cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Em nghỉ cho chúng con rồi. Chúng con xin khắc cốt ghi tâm những lời giáo huấn của Ni Sư và xin y giáo phụng hành ạ. A Di Đà Phật. Mô Phật, vậy tôi hôm nay biểu là xong, hay còn có tiết mục gì nữa không, hay là chúng ta có thể hồi hướng ạ? Phật ạ, con Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Hoa Tâm ha, là tiểu này tới chùa sư cô đó ha. Dạ con kính bạch sư cô, con là Hoa Tâm ạ, hôm nay con có đến chùa chỗ sư cô ạ. Dạ thưa sư cô, đây là anh Pháp Tâm ạ, hôm nay anh Pháp Tâm cũng đến cùng với con ạ. Mô Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Dạ, con Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Hôm nay con đến con gặp sư cô Nghiêm, chúng con có nói chuyện với cả sư cô ạ. Con thấy xúc động lắm ạ và rất là hoan hỉ ạ. Con có dạ, con thưa sư cô là con cũng có bạch với cả sư cô Nghiêm là chúng con đi học ở ngoài thế gian rất là nhiều năm, nhưng mà thực tế là cho đến bây giờ mới là học thật ạ. Bởi vì là ở đây thì chúng con không những là được nghe Hoa Tâm nói như vậy thì sư cô nghĩ rằng thượng tòa trưởng khoa cũng rất là hoan hỷ, và dạ, chư tôn đức hội đồng điều hành lãnh đạo trường cũng rất là hoan hỷ khi nghe dạ Hoa Tâm phát biểu như vậy ha. Nghe trong dạ đây chúng ta sẽ học được Phật pháp từ những lời dạy của chư tôn đức và môn hắn cổ dạ của sư cô. Như sư cô thường nói, không phải nội cũng không phải ngoại điển, nhưng mà nếu dạ mà chúng ta rớt môn này cũng không được. Và nếu chúng ta cũng không đầu tư vào môn này thì chúng ta không đủ kiến thức để học những môn mà sau này vào chuyên ngành. Cho nên tại sao dạ tòa trưởng khoa mới nhắc nhở sư cô phải bài phải khó hơn, nhiều hơn. Dạ. Và những môn như là hưởng tòa lên lớp là di bộ, tâm luân luận cũng có tiếng Hán, và trung luận cũng có tiếng Hán. Mà nếu chúng ta không có một số vốn tiếng Hán thì chúng ta khó tiếp xúc vào những môn này. Thì nghe Hoa Tâm này sư cô cũng rất là hoan hỷ ha. Nam Mô Phật. Dạ. Dạ con thưa sư cô là bởi vì chúng con cũng biết là ở đây chúng con học thì không những là được học kiến thức về Phật pháp, mà chúng con còn được còn cảm nhận được lòng từ bi và sự yêu thương của các thầy cô dành cho chúng con ạ. Dạ con xin tri ân sư cô ạ. Con xin tạ ơn sư cô rất nhiều ạ. Dạ con Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Để có vị nào thấy phát biểu nữa không, hay là bài của thầy Tâm Minh hay Hoa Tâm phát biểu sư cô thấy cũng đầy đủ rồi. Nếu ai cần hát một bài hát thì sư cô nghĩ cũng là dành cho vị đó 5-3 phút rồi chúng ta hồi hướng cũng được. Dạ con hát tặng cho sư cô được không hả? Nghe thầy không pháp phải không ạ? Dạ. Dạ. Cái camera con bị hư nên là con sẽ hát tặng cho sư cô nhân ngày 20 tháng 11 cũng như đại chúng ca khúc là kính mến thầy ạ. Dạ mô Phật. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào thầy trong giờ phút vui này. Chúng con biết làm gì đây? Chúng con nguyện tinh tấn diệt tham si sân hận, ân đạo hằng mong tiến đến dần. Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Thầy là bóng cây che mát chúng con, thầy là ánh sáng dắt dìu lòng son, thầy là con thuyền thân lương đưa chúng con đến bờ thơm hương. Thầy gieo hạnh nguyện pháp vương, gieo hương tràn sáng soi mười phương. Dạ con kính niềm ơn trên ni sư đã cùng dạy dỗ chúng con những buổi học hán cổ thật hay, và con chúc nguyện ni sư luôn sức khỏe, và kính mong đại chúng luôn tinh tấn tu học cùng nhau để chúng ta gặt hái những thành công trong bộ môn hán cổ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, con chào sư ạ.
Dạ thôi, bây giờ thì cũng đã gần 9 giờ, bây giờ không ngoài lớp chúng ta hồi hướng. Dạ xin mời thầy Tâm Minh và sướng niệm một lần. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Một Phật lần nữa kính tri ân hết quý thầy quý cô và quý Phật tử hiện diện trong Zoom đã có lời tác pháp rất là tác bạch, vô cùng cảm xúc, và bài hát của thầy Hồng Pháp cũng như là Hoa Tâm đã đại diện Pháp Tâm đã điện cho lớp tới thăm chùa sư cô ở tại Long An. Một lần nữa xin kính chúc hết tất cả thân khỏe tâm an, tất cả chúng ta đều được thành tựu trên con đường học vấn của mình tại học viện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và tại xin phép và kết thúc room ạ. Một phần. Yeah.